Rồi, chào các anh chị em. Kiểm tra lại mic xem nghe được không mọi người? Kiểm tra lại mic xem lần nữa xem nghe được chưa ạ? Nghe ok ha. Ok, rồi. Buổi hôm nay là buổi học về vĩ mô đầu tiên. Vừa rồi mình có làm một cái chương trình về chương trình kinh tế vĩ mô thì cách ra hai phần, mình có nói với mấy anh em mình cộng đồng rồi ha. Thì cái khóa này là anh em học viên chúng ta sẽ học được cái cơ bản của vĩ mô lên nâng cao, thì cái phần cơ bản đó thì mình có sắp xếp cho cộng đồng học. Nhưng mà các bạn biết không, ở bên cộng đồng đó, nó nhiều trò lắm. Các bạn mà follow cái Facebook của tôi, các bạn sẽ thấy vừa rồi chụp cho các bạn một cái hình bà mẹ nó vô, nó fake nick của admin, nó fake nick Ricky Trading. Mấy anh em admin ban một đống luôn, ban cũng khoảng chục đứa. Nó rất là nhiều trò. Thậm chí tôi cho các bạn xem cái này hài lắm. Các bạn thấy vàng không? Vàng lên không? Vàng có phải xuống không? Cái bộ này là cái bộ indicator mà tôi và các anh em admin đã code ra và đang muốn test thử để cho các bạn bên 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 fan sách và cả anh em bên channel module xài. Nhưng mà chúng tôi chưa có xài, chưa có công bố luôn, có nghĩa là chỉ có hai ba anh em admin họ đang xài, đang test thôi. Chưa công bố luôn mà bây giờ vui lắm, có cái indicator này nó phát cái này nó ra. Nó phát ra nó xài không nói. Không biết ai cho nó nữa, ngay chuyện cả chưa có làm, chưa công bố luôn. Tụi nó kinh vi nổi, của nó phát nó xài xong rồi sai cái nó chửi mình. Cái nó chụp cái hình nó chửi mình. các bạn thấy hài không? Các bạn biết bữa nay là ngày rằm luôn không? Ngày rằm tháng 7 luôn không? Đó, nó ngày đó luôn ấy. Nên con nói tháng này vui lắm, mà biết cười thôi chứ biết nói gì giờ. Vui lắm. Ừ. Có đó, nhiều lắm á. Không biết phải nói gì nữa, các bạn thấy cái con vàng không? Cho sale. Sale có phải ngay đỉnh chưa? Sale có phải ngay đỉnh chưa? Rồi con vàng ở đây nè, sale có phải đứt sát ngay cái đấy không? Đúng không? Và cái bộ indicator này tôi cố gắng, tôi kêu tôi cho các anh em, các bạn thấy nó sao cho sale nè, cái sale rất là đẹp nè, xuống. Sale của đoạn này lên xuống, các bạn thấy không? Và cô mới nói các bạn mà code cái này á, cô thì cô dốt lắm, cô không biết code mấy cái đồ quỷ gì đâu. Cô chỉ đưa cái công thức cho mấy anh em admin hoặc là rành để giỏi cái này hơn cô họ mà code thôi. Thì khi mà code cái này, cô nói là em phải ẩn cái KBSL lại. Tại vì cô dự trù trước là sẽ có mấy thằng nó chơi, nó sẽ phát các kiểu, thậm chí nó phải nó phát hay nó copy gì đó cô không biết. Nhưng cố định của nó, em chỉ có code cái điểm entry thôi. Em chỉ code điểm vào thôi. KBSL đừng code ra. Đó. Bạn hiểu ý tại sao cô làm vậy không ạ? Tại vì nếu mà những cái đứa mà nó xài mà nó chưa được học qua, nó ăn cám luôn, nó chết á. Nó âm á. Thú vị không? Cho nên các bạn thấy đây chỉ có code cái điểm vào à. Nó chỉ có điểm vào à. Đó. Và mới code cái điểm vào thôi mà các bạn thấy là đã có nhiều vấn đề. Mắc cười không? Rất là hay. Đó. Nó có điểm vào mà nó không biết KBSL nó cũng chết à. Nó cũng chết à. Cho nên nó thường là mấy thằng này nó cứ nó nghĩ nó khôn thiên hạ không mà chán lắm. Rất là chán. Rất là nhiều cái dạng như vậy, biết làm sao được. Cộng đồng các bạn hỏi làm sao bị clip, thì thật ra các bạn biết không, các bạn nhìn xem bất kỳ cộng đồng nào mà phát triển cái lượng member nó lớn quá lớn rồi đó, quá nhanh nữa, thì sẽ có những cái thành phần nó xuất hiện, nó giống như cỏ mọc cỏ dại mọc sau mưa đó. Chúng ta phải đón nhận nó thôi, chúng ta phải đón nhận nó thôi. Mà vui cái chỗ là cổ nó chửi, nó vẫn chửi bạn nha. Nó vẫn chửi anh em mình nha, nó vẫn chửi, nhưng mà nó vẫn không. Xong rồi nó chửi mình không có năng lực, nó chửi mình đủ kiểu, nó chửi mình tệ, nó chửi gì đó. Nhưng mà nó vẫn nằm trong group của mình, nó vẫn không sót đoạn nào luôn. Không lẽ giờ tháng 7 mình cũng kỵ, mình không muốn nói mấy câu thô tục để mình nói em ghét anh vậy, em rời xa anh đi, em hành hạ em cực dữ, sợ anh thấy anh mắc cười quá à. Đó, mong phải một lát tôi sẽ cho bạn coi thêm cái mắc cười nó cực kỳ thú vị. Một cái nữa nó nằm trong cái bài học hôm nay về vĩ mô chúng ta học luôn ha. Rồi đó, trong chắc mới 3 phút à, đợi thêm vài phút nữa, lại thêm vài phút nữa rồi chúng ta bắt đầu ha, để mấy anh em khác vào đông đủ rồi bắt đầu. Bữa nay tôi sẽ các bạn một lát cuối của buổi Zoom này tôi sẽ nói cái cách mà các bạn nhận cái bộ indicator này. Tại vì thực ra tôi code cái này để hỗ trợ các bạn chơi Marine thôi chứ không có con mẹ hết á. Nhưng nếu mà tôi code KBSL luôn thì nó rất là vô vị.
tôi code như vậy để cho các bạn, ví dụ tôi thấy bên cộng đồng á, nhiều khi cô đánh BGC quen rồi, cô đánh BC mà, nhưng các bạn biết không, có nhiều bạn họ đánh on coin khác, họ đánh cầm lum cá lạ hết, thì họ, họ hỏi kèo thì nhiều khi bị cộng đồng trong group biết, biết tính tôi rồi thì cộng đồng chửi trước tôi luôn, thì thành ra các cái dập nhỏ cắt luôn. Cho nên thay vì như vậy thì ok, chúng tôi làm ra cái này để cho các bạn xài free, được chưa mấy ông cố nội, xài free nha, tao nhắc lại cho cậu bay xài free nha. Chứ câu nào tao mà nói tính tiền một cái là nó chửi banh xác luôn, nó cuốn, nó luôn có cái cớ để nó chửi, vui lắm. Thiệt, mắc cười lắm, vậy đó hỏi cười mình. Đó, thì cho mấy ông cố nội xài free, nhưng tôi cố tình tôi ẩn cái TBSL ra để làm chi, để tôi muốn các bạn học. Các bạn hiểu không? Cái trình của một cái người trader á, các bạn phải hiểu như vậy nè, cái trình của một cái trader nó không phải nhìn ở cái TB mà phải nhìn cái cách SL, cái cách mà cứu tài khoản, cái cách mà thị trường nó biến động như vậy, bạn phản ứng như thế nào, hoặc tài khoản bạn đang bị âm, bạn phản ứng như thế nào. Tôi cho các bạn coi cái này, nó nhiều vấn đề lắm, thôi một lát học vô bài thì trong bài lý thuyết đao nó sẽ có, thì các bạn cũng hiểu phần này luôn. Cho nên nhìn chung tôi nói luôn với các bạn là chúng ta sẽ, tôi code ra cái này, thật ra chúng chủ yếu là cho mấy anh em xài free. Tôi code ra 3 bộ lận, một bộ cho anh em mình cộng đồng xài free, một bộ là, mà cái đám mà các bạn thấy không, cái đám mình cộng đồng nó cứ như vậy sao mà xài free, muốn cho các bạn cộng đồng lắm luôn á, nhưng mà nó dùng cái này nó phát, nó dở trò các kiểu, hỏi những cái người như chúng ta là sao, tại vì sao, nói xin lỗi đó là cái quốc tính của người Việt Nam, cái quốc tính nó muôn đời nghèo. Hôm nay cũng có một cái bài viết về, viết ở bên đây nè, có bài viết này nè, các bạn đọc qua. Tôi nói sống mà không có ai ghét thì thực sự là quá vô vị. Thường á, trâu mà bị buộc thì nó sẽ ghét cái con trâu đang ăn. Quan võ thì lại ghét quan văn quần dài. Đó. Bạn ghét cái thứ gì đó ở người khác thì bạn không có thứ đó. Khốn không? Nghe khốn không? Đúng không? Người ta không bằng bạn, người ta không bằng bạn, bằng bạn mới có thời gian soi mói phán xét. Người hơn bạn vốn dĩ trong mắt của họ không có bạn trong đó. Những cái người mà hơn chúng ta, họ chả thèm nhìn chúng ta. Đó. Bốn nè, người khác ghét bạn dù bạn làm gì họ cũng sẽ có cái lý do. Hãy nhìn vào cái cách mà họ đang hành hạ bản thân của họ, rất là đáng thương, rất là đáng thương, tội nghiệp lắm. Có một cái câu tôi rất là căm đắc là chúng ta nóng giận, chúng ta tức giận người khác thì chúng ta đang tự hành hạ bản thân chúng ta. Đó là một cái cực hình thật sự. Tấn công người khác chưa biết được hay không, nhưng mà chúng ta cực lắm, chúng ta hành hạ cơ thể chúng ta cực lắm. Đó. Số 5 là cô nói hãy vui vì ít nhất bạn cũng có cái điểm hơn họ, nên họ mới kiếm chuyện với bạn. Đúng không? Phải có một cái điểm hơn họ. Chứ bạn không hơn họ, họ rảnh đâu họ chửi bạn làm gì bạn. Đúng không ạ? Sống á để ai cũng yêu thương rất áp lực, các bạn có thừa nhận với tôi không? Chúng ta sống mà để cho mọi người đều yêu thương chúng ta sống áp lực lắm, cực kỳ áp lực. Đúng không ạ? Cho nên sống lâu mà không có người ghét thì thật là vô vị. Cuộc sống rất là vô vị. Ha. Cô viết cái bài này vào ngày 30 tháng 8 là bữa nay. Hôm nay là rằm tháng 7. Ha. Phóng sinh. Ok ha. Các bạn follow cái Facebook của tôi đi. Mỗi ngày cô vậy tôi sẽ viết một cái về nhân tướng học hay là về đông y, về sức khỏe cho các bạn. Cho các bạn từ đây đến cuối năm mỗi ngày sẽ có 1 đến 2 bài. 1 đến 2 bài. Ha. Hôm qua cho xem một cái kèo ở Channel Marine chỗ EMA 200 nè. EMA 200 nè, giá lên cái đây nè, một số bàn mà dính SL nè, cô treo luôn, tại vì cô ít nhỏ lắm, cô ít có 27 rồi, đó, cô ít đến 50, cô để đây, xuống cái đây rồi, về cái đây, ok chưa? Mà nói cái này còn vui nữa, cô nói riết đàm cộng đồng riết chán thiệt, thôi để anh đắc tới cái bài bản chất với cái hiện tượng mà chúng ta học, chúng ta nói luôn. À, rồi anh em vào đông đủ hết chưa ạ? Các anh em có ai bên đang xem bên Facebook không? Tại vì một lát 9 giờ là sẽ xóa cái đường link, các bạn sẽ không có đường link vào á. Nếu mà có bị out ra sẽ không có đường link để vào. Cho nên các bạn follow bên Facebook thì lát các bạn bị out ra, các bạn cứ lên Facebook ha, coi lăng live bên Facebook á. Các bạn có bị out ra các bạn vào lại Facebook các bạn nghe tham gia. À, ai đang bên Facebook bấm cho một chấm hay một comment với nhé.
dự đoán chu kỳ kinh tế. Rồi khóa này các bạn sẽ được học, các bạn học và các bạn tự dự đoán được luôn. Và cái tự dự đoán này là nó nằm trong cái khóa cơ bản luôn nha, không chưa đến nói chuyên sâu nha. Các bạn sẽ dự đoán được một phần nào đó luôn. Còn chuyên sâu ở đây là chúng ta bóc tách từng cái số liệu để đi vô chi cái tháng nào, quý nào, đi vô chi cái. Còn nếu nói về dự phóng trong năm thôi, chúng ta sẽ biết được luôn. Chúng ta học trong cái khóa cơ bản này chúng ta biết được luôn. À, ok chưa? Rồi. À, để xem. Để cô kéo lên. Có một số bạn nói chưa có nghe được nè. Các bạn coi lại mic xem ha. Có nghe được, nghe được không? Các anh em khác, bạn nào mà nghe được thì comment một cái lên đây cho biết nha. Bên Facebook ấy. Ok. Rồi. Có bạn hỏi admin cho em hỏi đăng ký vào Marine, đã đăng ký khai link nạp 300 rồi. Admin add em vô group Marine là học tài liệu. Đúng rồi, các bạn BM mình, các bạn BM tôi nhé. Tôi check cái UID. .me/lygiathanh84 đây. Đây là cái nick Telegram của các bạn BM tôi nha. Cô sẽ check cái UID của add các bạn vào. Và thực ra các bạn biết không, cái khóa vĩ mô này tôi rất muốn là cho cộng đồng mọi người cùng học, nhưng mà có rất là nhiều cái thành phần các bạn biết đó, cái quốc tính của nó sống cái kiểu vô ơn, có nghĩa là nếu mà bạn ghét người ta, bạn đừng có hành hạ bản thân bạn. Bạn ghét người ta mà bạn cứ đi follow người ta làm chi vậy? Đúng không? Bạn đang tự hành hạ bản thân bạn, rồi bạn coi bạn tức, bạn bực, rồi người ta chửi bạn, bạn lại bực. Đúng không? Đúng không ạ? À? Thì né người ta ra. Nhưng không, của nó follow theo rất là vô ơn, họ học, họ vẫn lấy tài liệu, họ vẫn học, vẫn lấy indicator, vẫn các kiểu, nhưng chửi vẫn chửi. Vậy thì chúng ta sống có khu con chó không ạ? À? Đúng không ạ? À? Con chó chúng ta nuôi với cô nói tại sao cô càng sống trong thị trường này càng lâu á, là cô càng yêu động vật, càng hiểu con người, càng yêu động vật là như vậy. Tại vì có rất là nhiều người rất tội nghiệp cho bố mẹ họ lắm, rất là tội nghiệp cho ông bà già, nó tội lắm luôn các bạn. Thật, các bạn nghĩ thêm một cái người mà cái tư tưởng như vậy, họ đang tự hành hạ họ và họ có cái suy nghĩ như vậy thì sao gia đình khá được, tội lắm, đáng thương lắm. Đó, nhiều cái thành phần lắm, cho nên thành ra các bạn biết ở bên cộng đồng có nhiều cái anh chị em admin mình nó muốn cho ra những cái cho cộng đồng sử dụng, mà nó nhiều cái vấn đề quá thì thành ra chúng tôi phải sàng lọc. Mà sàng lọc thì nhiều khi các bạn sàng lọc thì các bạn biết rồi, vì một con sâu mà làm rầu nguyên nồi canh thì nhiều bạn thực sự không muốn học, muốn vào, muốn biết những kiến thức đó, muốn xài những cái đó, họ lại không xài được. Để không lẽ bây giờ mỗi đứa rủa nó một câu rồi mốt làm sao nó đẻ con được thì cũng kỳ, đúng không? Ông bà già nó làm sao cũng kỳ, thôi tháng 7 bớt chịu chứ làm sao bây giờ, bắt buộc phải có sự sàng lọc. Ha, đó rồi, ok. Bữa nay cô sẽ nói cho các bạn một cái kỹ thuật mà giúp cho các bạn kéo tài khoản, cứu tài khoản cực kỳ lợi hại. Cái kỹ thuật này á, trước đây cô có chia sẻ bên học viên, nhưng cô không chú trọng tập trung vô để anh em học viên làm việc đó, tại vì nó rất là nguy hiểm. Nó cực kỳ nguy hiểm. Khi cái trình của các bạn không đủ chín mùi, không đủ giỏi, các bạn đánh kỹ thuật này là rất cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ luôn cho mọi người luôn. Ha, cuối buổi nhớ nhắc tôi nha. Nhớ nhắc tôi, các anh em học viên cũng nhớ nhắc, còn đã có quên đó. Tôi mau quên lắm, nhất là thiếu nợ ai cũng dễ quên lắm. Ha. Rồi ok, cũng 600 người rồi nè. Rồi chắc bắt đầu được rồi ha. Hôm nay chúng ta sẽ học về kinh tế vĩ mô. Ở cái khóa kinh tế vĩ mô này, cái khóa kinh tế vĩ mô cơ bản này có rất là nhiều cái sự thay đổi. Vừa rồi cô có suy nghĩ là cái khóa kinh tế vĩ mô anh em học viên chúng ta học làm sao mà nó phải đi sâu vào trong đầu, và thay vì các bạn chờ đợi cái tài liệu thì tài liệu cô đã đưa vào trong đầu các bạn rồi. Các bạn học xong, các bạn tự vẽ lại được, các bạn tự đứng ra, nếu mà các bạn có cái năng lực đứng lớp làm đào tạo hay gì đó, các bạn dạy lại cho thế hệ sau, các bạn nói được, ok chưa? Thì cái đó là một cái sự vinh hạnh của tôi, một cái sự thành công của tôi khi tôi tạo ra được những phiên bản như vậy. Ha. Cho nên cái khóa mà kinh tế vĩ mô tôi chú trọng ở cái khóa này là tất cả nó phải bình dân học vụ, nó thông qua những cái câu chuyện có thật về nền tài chính. Tôi đã soạn ra tất cả rồi, tôi sẽ như một cái người kể chuyện, tôi kể cho các bạn và tôi hỏi các bạn và tôi giải thích cho các bạn, để các bạn giống như đang xem một cái bộ phim về tài chính và mọi thứ nó sẽ đi trong đầu các bạn. Và để nó nằm trong đầu của các bạn trong 2 năm, 3 năm, 5 năm nữa, thì tôi khuyên là các bạn nên kể cái câu chuyện này cho những người khác. Một khi các bạn kể lại cho người nào đó,
hoặc trong những cái buổi họp nhóm, trò chuyện cộng đồng hay gì đó, khi các bạn nói về những cái tài chính này cho họ, những cái kiến thức này, họ khoái lắm, họ nghiện ấy, và họ họ xem bạn với một cái ánh mắt trầm trồ khán phục. Và khi mà bạn chia sẻ những cái điều đó rồi thì tự nhiên những kiến thức đó nằm trong đầu các bạn. Các bạn không cần học, không cần tài liệu gì đâu. Các bạn chỉ cần chia sẻ lại lần 2, lần 3 thôi. Thì mọi kiến thức đó nó nằm trong đầu các anh em mình. Ha. Ok, thì cái khóa về vĩ mô cơ bản này á, nó sẽ gồm có 3 đến 4 buổi. Bữa nay là buổi đầu tiên. Buổi đầu tiên này coi như không tính. Anh em mình làm quen với nhau về cách học. Sẽ có khoảng 3 đến 4 buổi. Và những cái bạn mà cả vì cộng đồng á, nó rất là xàm lông. Nhiều cái chuyện trên trời dưới đất lắm. Cho nên cô sàng lọc lại. Mà cô thu phí là nó chửi. Mà không thu phí miễn phí thì cũng nó vô ơn. Cho nên cô không biết phải làm thế nào bây giờ như thế này. Những cái bạn, các bạn sẽ được add vô cái channel vĩ mô. Ha. Vừa rồi 24 giờ thì có 42 bạn đã đăng ký vào rồi. Thì đó, cái lớp vĩ mô này là miễn phí dành cho anh em bên channel Marine. Tất cả những cái bạn mà đăng ký theo cái đường link, tạo tài khoản đường link Marine Risky Trading theo nhóm admin chúng tôi đó, thì các bạn có một cái gì đó gắn bó với chúng tôi và nó là một cái qua lại bánh ít cho đi bánh quy, nhận lập nhận về. Và tôi tạo khóa này là các bạn sẽ được vào trong đó các bạn học à, và đương nhiên sẽ có rất nhiều thành phần các bạn biết tạo tài khoản cho có, tạo tài khoản cho có để vào nhưng thực tế là không giao dịch. Thì các bạn, nó là một cái hành vi nó giống nó xem thường mấy anh em mặc min, cái chỉnh mấy anh em mặc min usage check ra tôi kiểm tra được. Giống như cái bài hôm nay sẽ có một cái khái niệm về bản chất và hiện tượng. Giống như lúc nãy có một cái bạn ở bên cộng đồng, sáng nay có một bạn bên cộng đồng rất là mắc cười. Bạn đã gửi cho cô một cái UID cũ. Cô kiểm tra cái UID cũ đó không hề có giao dịch. Không hề có giao dịch. Sau đó bạn nó gửi lại cho cô một cái UID mới. Một cái UID mới, cô không cho bạn nó vào thì bạn nó gửi cho cô một cái UID mới. Thì cô kiểm cái UID đó cũng chả hề có giao dịch. Cô mới nói em không có đủ điều kiện. Cái bạn nó mới nói là em nghĩ là nằm trong nhóm thi giải tháng 8 gì đó là được vào được học. Thì khi mà cái buổi hôm nay em học về bản chất và hiện tượng, em sẽ biết cái bản chất là em tạo để cho có để vào học, đúng không? Để tạo tài khoản để cho có, thực ra không có. Vậy cái việc, cái hành vi mà em tạo tài khoản đó là hiện tượng, chứ bản chất bên trong là em tạo cho có và em xem thường anh em admin quá. Và các bạn nhớ một cái điều nè, chúng ta vào trong thị trường tài chính này tuyệt đối chúng ta đừng có nghĩ chúng ta khôn hơn thiên hạ nha. Chúng ta phải suy nghĩ cái thằng mặt lờ đó nó nằm trong thị trường này bao lâu rồi, nó ăn mắm cơm nhiều khi mình còn nhiều, mình ôm vợ mình nữa đó. Phải nhớ cái điều đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cái đầu chúng ta sẽ hơn họ ha. Cặp cúi đầu và cặp nhìn xuống, chứ cứ đi mà cứ nhìn ngước đầu ngước lên trời nghĩ mình là không minh hơn thiên hạ mà khôn lanh như vậy. Anh nói luôn, ở quê anh xích ở ngoài cổng rất là nhiều. Ok chưa? Đó. Rồi. Ha. Có bạn nói đủ volume. Thì ngày hôm nay cô thông báo luôn, có nhiều cái tài khoản mới đương nhiên sẽ không đủ volume. Các bạn tạo tài khoản mới, các bạn nạp tiền có giao dịch, cô vẫn ép các bạn vào trong channel. Và sau 2 tuần cô sẽ check lại những cái thành phần mà tạo tài khoản cho có và không giao dịch thì đương nhiên sẽ được out ra khỏi channel. Ok chưa? Sẵn cái buổi hôm nay cô thông báo luôn, tất cả những cái bạn mà vừa rồi không đủ điều kiện gì đó, các bạn gửi lại cho tôi sẽ ép các bạn vào ha. Thay vì trả lời nhỏ lẻ thì bây giờ tôi cần bạn mệt quá thì cô trả lời lên Zoom luôn. Cô vẫn ép các bạn vào, nhưng cô nói trước sau 2 tuần mà vẫn có, mà cô phát hiện thành phần nào mà cái kiểu khôn mà không lanh á, cái kiểu đó đó tạo khoản cho có, thì cô nói luôn hả, các bạn đừng có vào. Chứ cô mà cô check lại toàn tất cả những cái đó cô check lại thì các bạn vừa bị out kênh đó, và tất cả cái kênh mà tôi đang làm admin như kiến thức tài chính hay là risky trading tôi kích sạch hết. Group chat là đương nhiên không có nằm trong đó rồi, là kích luôn rồi. Nói trước luôn, có cực kỳ, có ghét những cái người mà cái kiểu mà không lỗi. Cái đó là một cái quốc tính cực kỳ xấu của dân Việt Nam, dân An Nam chúng ta. Xóa bỏ cái đó đi nha, xóa bỏ cái đó đi nếu các bạn muốn hơn thiên hạ. Ok chưa? Các bạn hỏi giao dịch volume bao nhiêu thoải mái, nhưng các bạn đừng có dùng để lắp, đừng có tạo tài khoản cho có, hiểu mà. Chắc cô phải rèn cái volume quá, volume khoảng 100k, volume 100k tính trong đồng 7 thì dễ lắm, rất là dễ đó. Ok ha. Rồi, thông báo buổi hôm nay luôn để các bạn có cái điều kiện. Từ bữa nay là ngày 30 tháng 8,
từ đây đến 4 ngày 4 tháng 9 là chốt cái lớp đó, bắt đầu 4 tháng 9 tại vì sau lễ rồi. 4 tháng 9 chúng ta sẽ vô chúng ta học chính thức khóa này. Ok chưa? Bắt đầu hôm nay chúng ta có khoảng 5 ngày ha. À, bữa nay tháng 8 30 rồi, ngày mai là 31 thì chúng ta còn 2 ngày và nhớ học viên quên nhắc các bạn. Còn 2 ngày nữa là 1K8, sau đó sẽ là 2K3. Ok ha. Vàng bay ác quá, in đi chuẩn. Cái in đi chuẩn như vậy cô còn dám công bố ra nữa, cô không dám, chưa dám cho các bạn xài nữa, các bạn hiểu rồi. Tại vì cô còn phải test một số cái nữa, sau khi mà xài xong cô còn phải có một cái buổi Zoom hướng dẫn cho các bạn cái cách TP và SL để các bạn hiểu. Đó. Chứ còn những cái đứa mà nó không được học cái này, nó xài cái này nó cũng, nó có, nó may mắn, nó chơm chỉ ở đâu, nó xài cái này nó cũng banh xác à. Đó. Cũng toan à. Ok ha. Rồi. Để kéo lên xem có câu hỏi nào nữa, giải đáp nốt cho mấy anh em. Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ qua một cái phần về 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 kinh tế vĩ mô. Chúng ta sẽ học một cái cách học rất là khác ha. Đây, cái file giáo trình này một lát sẽ được up bên cái channel cho channel học viên và cả bên channel lớp kinh tế vĩ mô ha. Thì đây là cái phần cơ bản đầu tiên sẽ gồm có 3 đến 4 buổi. Còn cái phần nâng cao của chúng ta sẽ có 5 buổi, ít nhất là 5 đến 8 buổi. Thì chúng ta bóc tách dữ liệu, bóc tách số liệu, nghiên cứu đi sâu hơn. Ok ha. Thì cái phần đó thì chỉ anh em học viên 2023 học thôi ha. Anh em học viên cũ của cấp của dẹp mẹ luôn, cô cho khỏi cho vô luôn. Tôi nói thẳng mới đây vui lắm, tự nhiên á, nhiều khi cô không hiểu mấy ông nội, mấy ông tư duy kém dễ sợ luôn. Có những cái người mà hơn chúng ta làm bạn với họ, họ là quý nhân của chúng ta nên trân trọng, nên làm bạn với họ. Chúng ta đi kiếm thị phi làm cái gì? Ví dụ như trong những học viên có ông cố nội Henzo gì đó, mà tự nhiên lập cái group và nói xấu qua lại làm chi hả? Các bạn phải hiểu là cái cộng đồng Ricky Trading nó rất là lớn. Có những cái người cầu ngầm trong được Ricky Trading thì ngược lại cũng có những mem bên Ricky Trading nó cầu ngầm trong các bạn. Nhưng có những cái người các bạn biết không? Cái tâm họ vốn không có, họ chả cốt lành gì với tôi đâu, họ cũng chả cốt lành gì với các bạn nữa. Họ vô họ lợi dụng để họ kích động cho hai bên gây với nhau. Bạn hiểu không ạ? À? Ông Henzo bên nhóm học viên luôn, ông có nghe cái này không? Mà lần trước á, cái bạn đó trong nhóm cộng đồng á, là nóng tính, gây nhau một lần, tôi chỉnh một lần rồi, tôi lóc chat, tôi cạm khóa chat, sau đó tôi vẫn mở lại. Mà bây giờ vẫn cái tính như vậy. Bây giờ mấy ông có tin là tôi nhìn mặt mà tôi bắt, tôi nhìn cái hành vi mà tôi đoán được gương mặt luôn, các bạn tin không? Nó thể hiện ra nhân tướng đó. Không biết ông đó có nằm trong đây không? Ông đó có nằm trong đây thì xin phép nha. Anh xin phép em nha. Cho anh hỏi, trên gương mặt của em thường sẽ biểu hiện qua hai, sẽ biểu hiện qua hai cái hình tướng mà có cái tính đó. Thứ nhất, mắt em sẽ co, cảm xúc. Nếu mắt em không co, không cảm xúc, thì cái chân mày của em, cái lông mày á của em sẽ là rậm, mà không những rậm nha, không những đậm nha, đậm rậm nha, mà nó còn mọc ngược. Mọc ngược ở đây là mọc ưu, mọc mọc ưu ra đó. Bạn nó có đây không? Cô chắc chắn bạn nó cũng sẽ phải nghe được cái clip này. Coi lại bản thân mình đi. Ha. Anh nghĩ là những cái người mà hiểu chuyện, người ta sẽ rất là quý trọng những cái người mà có kiến thức. Người ta xem họ là bạn. Chúng ta tạo mấy thị phi ra làm gì không biết nữa. Rất là dở. Rất là dở mà thậm chí còn bị người khác lợi dụng nữa. Cực kỳ dở. Dở lắm. Các bạn trading Bến Tre là học viên cũ. Học viên cũ anh không biết bạn nào Bến Tre. Nhưng cái nick Bến Tre thì không có ai hết. Không có ai hết. Không có ai cái nick ở kênh Bến Tre hết. Còn mấy ông cố nổi đâu không? Tôi không biết. Không, không có bạn đó. Bây giờ nhiều lắm. À, cái kênh Kale đăng sai đúng không? Tôi chỉnh lại. Ý Gia Thành. Ok, cảm ơn các bạn nha. Đây, nick tôi nè. Vàng lên ngon lành chưa? Nó tự nhiên được gần mấy cái quý nhân như vậy, không kiếm thị phi chỉ nhất cái đầu rất là dở. Và những cái người đó của nó thì các bạn mai là học online chứ học offline, cô nhìn mặt là cô biết luôn tâm tướng luôn, tại vì nó thể hiện trên gương mặt đó, đó. Và sắp tới các bạn sẽ được học cái đó luôn, bên 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 fan sách sẽ được học cái đó luôn, cô chỉ các bạn bảo đảm luôn. Cô đố ông Henzo dám up cái hình của ông lên, thử up lên đi rồi, rồi xem cái nhận định của tôi chuẩn được bao nhiêu phần trăm. Mấy cái buổi Zoom trước á, tôi cũng nhận định rồi đó. Và các bạn coi lại tay chân chỉ tay gương mặt mấy ông cộng đồng test rồi đó, chuẩn được bao nhiêu phần trăm, tự hiểu. Ok cho rồi ha, chúng ta qua tiếp. Chúng ta sẽ học qua cái phần vĩ mô.
Ở trong cái lớp vĩ mô trước đây, những cái khóa ở bên ngoài hay là có rất là nhiều người ca dạy vĩ mô, ca dạy rất là khó hiểu, và cô có tham khảo về một số khóa và cô cũng lăn tăn là tại sao những cái người mà học như vậy cô nghĩ là họ sẽ không hiểu được, bởi vì nó quá nhiều cái từ mà chuyên môn và những cái từ đó nó sẽ làm các bạn rối và nó không đi vào thực tế. Tôi luôn suy nghĩ là làm sao mà các bạn học, các bạn nó thực tế, thực tế luôn luôn á, vào luôn thực tế, nó có sao trong xã hội luôn á, để nó vô đầu, chứ còn học những cái cao siêu quá mà giúp cuộc không không cuối cùng không áp dụng được cái gì hết thì nó vô dụng, không giá trị ha. Tại vì cái lớp vĩ mô này á khuyết một cái phần là lý thuyết đao. Cái lý thuyết đao này có phát hiện ra là nó cực kỳ hay ha, nó từ về tâm lý giao dịch cho đến phân tích kỹ thuật. Chúng ta được biết là lý thuyết đao là nền tảng của mọi phân tích kỹ thuật. Rất là nhiều người không có lý thuyết đao cho nên họ không trade được, tâm lý của họ không có vững nhiều thứ, thậm chí học vĩ mô họ vẫn không có lý thuyết đao. Cho nên tôi nói các bạn sẽ không có cái lớp vĩ mô nào mà như tôi mà dạy lý thuyết đao đầu tiên, đưa cái lý thuyết của ông Charlie Dow vô đầu tiên, các bạn phải học cái phần đó rồi mới học tiếp vĩ mô, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ hay. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vào ha. Và thì lý thuyết đao áp dụng vô vĩ mô thì tôi tóm gọn lại những cái nội dung rất là ngắn gọn. Ông lý thuyết đao, các bạn học về phân tích kỹ thuật các bạn biết rồi. Ông nói là trong một cái đà cân á, nó sẽ luôn xuất hiện một cái đà cân hay một cái đà giảm, nó sẽ luôn xuất hiện một cái sóng điều chỉnh. Ví dụ một cái nhịp tăng như vậy là nó sẽ luôn có sóng điều chỉnh màu đỏ, xanh là đỏ nè, ở lên xanh là đại đỏ, đỏ xong đại xanh, các bạn thấy không? Lên như vậy vẫn sẽ có một cái nhịp điều chỉnh, thì trong phân tích kỹ thuật ông mô tả như vậy. Nhưng trong cái kinh tế vĩ mô chúng ta vẫn phải chú ý đến cái thuyết đạo này, bởi vì nó cực kỳ hay. Nếu như mà không có phần này, chúng ta bị các bạn sẽ một lát các bạn sẽ nhận ra là chúng ta không có phần này, chúng ta cực kỳ nguy hiểm và chúng ta không có cái nơi bám víu vào. Nó giống như bạn đang chơi ngắn hạn lộn qua dài hạn, nhầm lẫn qua dài hạn, hay là hold dài hạn nhầm qua ngắn hạn và sẽ bị nát. Thì học về vĩ mô nó cũng như vậy. Ok chưa? Thì lý thuyết đao mình sẽ không có nói nhiều về những cái cụ trước đó, mình chỉ nói những cái mà nó áp dụng vào trong kinh tế vĩ mô. Thì lý thuyết đao nó là cái phạm trù tư duy, nó là một cái phạm trù tư duy chứ nó không phải là lý thuyết suông. Nó không phải là trong một đà tăng giảm bao nhiêu phần trăm, nó không còn như vậy. Ha. Ai đã học qua những cái bài về lý thuyết đao rồi, từ tôi rồi, các bạn sẽ biết là tôi nghĩ là chắc cũng không có ai dạy lý thuyết đao giống như tôi đó, nó khác biệt lắm. Ok chưa? Rồi, cái lý thuyết đao ở đây áp dụng vĩ mô thì giúp cho các bạn phân định rõ được cái bản chất và cái hiện tượng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó sẽ giúp cho chúng ta mở rộng cái góc nhìn, giải phóng cái tầm nhìn. Giải phóng tầm nhìn, học vĩ mô là phải giải phóng tầm nhìn. Chứ học vĩ mô mà vẫn gói gọn trong một cái kênh ngắn hạn là xong rồi. Cái đó không phải là vĩ mô. Ha. Rồi cái số 3 nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn rõ rõ hơn cái bản chất cần thị trường tài chính. Cần thị trường tài chính đây là chứng khoán nè, bất động sản nè, coin nè, forex nè, thậm chí sau này mà nó có ra những cái trò game như thị trường cây cảnh hay là cây hay là lan đột đột quỵ cái kiểu đó đó, các bạn vẫn dùng cái lý thuyết đao, các bạn nhìn rõ được cái bản chất của nó và các bạn giao dịch trên đó, các bạn kiếm tiền trên đó. Ok chưa? Vậy thì lý thuyết đao đầu tiên chúng ta phải phân định rõ cái bản chất và cái hiện tượng. Thì cái khái niệm về bản chất và hiện tượng thì trước đây ở bên cộng đồng anh em, bên cộng đồng bootstrap thì các bạn đã được nghe cũng nhắc rất nhiều về cái khái niệm bản chất và hiện tượng rồi, đúng không ạ? Vậy thế nào là bản chất, thế nào là hiện tượng? Cô nói một cái ví dụ đơn giản thôi, cái ví dụ đơn giản như trên chạc đi, cái ví dụ đơn giản như trên chạc. Chúng ta học về phân tích kỹ thuật, chúng ta thấy là chúng ta xác định xu hướng của Bitcoin, của BTC, có một cái chạc như vậy, chúng ta sẽ xem 4 giờ. Tại cái cấu trúc của BTC 4 giờ là 34, dưới 89, dưới 200 nó là một đà giảm. Giá lại đang là dưới 89, nó đang là một đà giảm. Ok chưa? Nhưng hôm qua đúng không ạ? Thì có một cái nhịp tăng lên. Nó giật một phát, nó đang giảm, giật phát lên đây. Ghê không? Nó giật phát lên đây. Mà các bạn biết nó giật lên đây nó là cô âm 10, cô âm cổng là cô âm cái cô âm cái lệnh này là 9.000 á. Cổng là 13 đó, cổng âm là 13 đó. Cổng âm 13 đó và các bạn thấy, đã có kể các bạn nghe vui nữa. Xong rồi, vậy thì sáng nay chúng ta nhìn cái chart này, chúng ta nhận định bản chất và hiện tượng dựa trên cái này là cái gì? Vậy có phải là Bitcoin bản chất nó là một đà giảm?
hôm qua có một cái giá giật lên thì nó là hiện tượng. Các bạn hỏi cái lệnh đó xử lý như thế nào? Đúng, lát tôi sẽ chỉ các bạn, đó là cái phần cuối cùng tôi sẽ chỉ các bạn cái kỹ năng xử lý những lệnh đó. Các bạn sẽ được học những kỹ năng đó, nhưng các bạn muốn rèn những kỹ năng đó thì tôi sẽ chỉ các bạn cái cách rèn, nhưng nó không đơn giản ha. Phần cuối nhớ nhắc tôi sẽ chỉ cái cách xử lý lệnh đó. Đó là một trong những cái tuyệt kỹ mà để các bạn cú lệnh forex cho đến marine cho đến future tất cả luôn cực kỳ lợi hại. Nó liên quan đến chuyện thắng xác suất lớn 1. Ok ha, nhớ nhắc tôi. Bây giờ quay lại bài học. Thì các bạn nhận định thử cái hiện tượng và bản chất hình như thế nào. Có phải là bản chất của Bitcoin nó đang là một đại giảm không? Và khi cái nhịp hôm qua lên như vậy là sáng nay mở mắt ra thấy cái này là nhiều người nó uptrend rồi, nhiều người nó đã tăng rồi. Vậy có phải là cái đà tăng này nó là mang tính chất ngắn hạn, tại vì nó là hiện tượng. Nó là hiện tượng. Chứ còn bản chất nó đã giảm. Nè, chúng ta nhìn xem có phải là cây 4 giờ của nó giảm. Từ đây nó giảm xuống, rớt một nhịp đi xuống đây. Đây rớt nè. Vậy thì cái tăng của hôm qua nó chỉ là tăng bất thường thôi. Vậy thì bản chất nó là giảm, vẫn là giảm. Thì hôm qua cái nhịp tăng hôm qua nó làm cho chúng ta thấy giá tăng bây giờ chúng ta gọi là hiện tượng thôi. Nó là ngắn hạn. Chứ bản chất về lâu về dài nó vẫn là giảm. Vậy hỏi tiếp theo, khi nào các bạn nhận định cái giá hiện tại bản chất nó là tăng? Khi nào các bạn? Khi nào? Chính xác, có một bạn nói có nền giá, có nghĩa là các bạn phải, chúng ta phải nhìn thấy được là một á, là mày tăng lên luôn, xong mày tạo một cái nền giá nào đó đây. Hai là mày đi một cái đoạn ngang như vậy, mày giữ vững được cái mức giá này nè, giữ vững được mức giá này trong một khoảng thời gian dài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là do hôm qua có một cái tin nào đó, hôm qua có một cái tin tốt gì đó, cụ thể là vừa rồi cái tổ chức gì đó nó kháng kiện bên SET á, của thằng SET á, thì giá làm cho giá Bitcoin lao lên. Nhưng nếu như mà nó vẫn trụ được cái mức giá này trong một khoảng thời gian dài thì cái đó là cái bản chất đó trở thành hiện tượng, cái hiện tượng đó sẽ trở thành bản chất. Cho nên chúng ta cần phải nhìn thấy được một cái nhịp mà nó trụ, có nghĩa là đám đông chấp nhận cái giá đó, đám đông chấp nhận cái giá đó. Hiểu không? Đám đông chấp nhận cái giá đó thì chúng ta mới nói nó là cái bản chất, mới định nó là bản chất, chứ còn đám đông chưa chấp nhận được, chỉ là nhất thời chúng ta chỉ nói nó hiện tượng. Phân biệt bản chất và hiện tượng. Qua vĩ mô của nó một cái ví dụ cái lạm phát của Mỹ vừa rồi đang ở rất là cao, cái đợt mà bơm tiền Fed nó bơm tiền, ông Donald Trump ông bơm tiền ra làm cho lạm phát của Mỹ nó dâng lên 9 chấm mấy, đúng không ạ? Sau đó họ phải tăng lãi suất, họ kéo cái lạm phát xuống như bây giờ là 3.0. tại vì trong quá trình mà 9 chấm kéo xuống 3.0 á, hay là lạm phát nó vẫn còn đang cao ngất ngưỡng 9 chấm, chưa về mức cam kết là 2.0. Vậy thì chúng ta phải hiểu bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là nó phải siết lại lạm phát để nó kéo lạm phát xuống, thì cái đó là bản chất. Đúng không ạ? Vậy nếu như trong cái quá trình mà nó kéo lạm phát xuống mà các bạn nghe cái tin là bơm tiền ra giảm lãi suất, giải phóng zoom cho tín dụng lên TV lấy, thì những cái đó là hiện tượng hay bản chất? Những cái đó là hiện tượng hay bản chất các bạn? Đúng không? Những cái đó là hiện tượng. Hiện tượng. Tiếp theo nha. Ví dụ, lạm phát bây giờ vẫn đang là 3.0, chưa ở mức an toàn. Và chúng ta thừa biết là Fed nó nhắc đi nhắc lại nó là lạm phát cần phải kéo về cái mức 2.0. Và thì ngày mai, ngày mốt, thậm chí như vừa rồi, Fed nó nói là nó sẽ có thể không tăng lãi suất. Vậy theo các bạn đó là kênh tốt và kênh xấu? Đó là kênh tốt, kênh xấu. Kênh xấu. Đúng chưa? Tiếp nha. Chúng ta tập quen phân tích cái này. Các bạn tập quen phân tích cái này, các bạn nó sẽ có ích cho cái việc học vĩ mô cực kỳ hay. Và tại vì cũng phát hiện là rất nhiều người học vĩ mô là hiểu được cái ý chí của nhà cái. Hiểu được cái ý chí của nhà cái trong dài hạn, nhưng luôn bị thao túng bởi những cái kênh tất trong ngắn hạn. Tự nhiên cái ngày mai Fed nói gì, ngày mốt non pha làm sao, anh ơi giá lên làm sao. Có phải là các bạn đang bị nhầm giữa cái học vĩ mô là để hiểu cái bản chất, mà trong khi các bạn bị cái tác động tin tức là bị cái hiện tượng? Cho nên cô cố gắng cô đi sâu cái phần lý thuyết đao này, ở cái phần bản chất và hiện tượng. Bản chất trong một cái đà tăng như vậy nè, chúng ta thấy một cái nhịp tăng như vậy, nó có một cái nhịp điều chỉnh, vậy thì thằng nào là bản chất, thằng nào là hiện tượng? Có phải là thằng tăng này nè, cái nhịp tăng này nó là bản chất nó đang cần, cái điều chỉnh chỉ là hiện tượng thôi? Hiện tượng thôi. Khi nào chúng ta nói cái hiện tượng này là bản chất? Về cái mức đáy này, phá đáy này,
bản chất nó giảm, hay là gì phá đỉnh, bản chất nó tiếp tục nó tăng, đúng không ạ? Ví dụ các bạn lấy vợ, các bạn lấy vợ, các bạn lấy chồng, các bạn làm, các bạn quen với họ, các bạn yêu nhau 5-7 năm trời, cuối cùng cũng kết hôn, đúng không? Cuối cùng cũng kết hôn. Sau khi kết hôn, các bạn phát hiện có một số cái điểm mà rất là khó chịu. Ví dụ vợ chồng các bạn ở dơ, bày bừa, đánh bài, đánh bạc gì đó. Vậy bóc tách bản chất và hiện tượng xem. Cái nào là bản chất, cái nào là hiện tượng? Cái nào là bản chất, cái nào là hiện tượng? Các bạn chịu đựng được với nó mà 5-7 năm, các bạn chấp nhận lấy nó, trước mắt đó là bản chất. Còn những cái việc, còn những cái việc mà ví dụ như nó ở dơ, nó bậy bừa, hay nó đánh bài, đánh bạc gì đó, nó thích chơi Bitcoin, thích chơi Forex, mấy bà khoái chơi Forex lắm. Đó. Thì cái đó có thể tạm gọi là hiện tượng. Tạm gọi hiện tượng, chứ không phải thấy cái đó xong rồi ly dị nhỏ cội lắm. Đúng không? Vậy thì khi nào cái hiện tượng nó thành bản chất? Khi nào? Nó kéo dài, đúng rồi, nó xoay quay giống kiểu này nè, hồi nãy đó. Nó phải, nó có một, mình nói hoài nó không thay đổi, nó kéo dài, thì cái đó nó là bản chất rồi. Chúng ta cắt lộ nó. Chỉ cả sớm bắt đầu khổ. Ok chưa? Phân biệt rõ hiện tượng bản chất chưa? Tiếp nha. Cái này nó thấm lắm nè. Bảo đảm ông Nana đang ngồi nghe đó. Má nó chửi thầy, nó vẫn chửi thầy nó mà nó vẫn ngồi nghe. Bảo đảm nó ngồi trong đây luôn. Em dám nói anh nói sai đi. Ha? Em mà không ngồi nghe, em dám nói với anh là em lên channel của em, em nói là em không ngồi nghe. Ngồi nghe cái clip này, để em mà ngồi nghe cái clip này thì em với gia đình em là con chó thử coi. Anh nghe cái vui coi. Ủa mà bảo đảm luôn á. Dễ gì mà 600 người ngồi nghe không có mày trong đó. Mày lên mày ngon mày lên kênh channel một này mày đang mày úp nữa đó. Mày nói luôn là tao tuyên bố nha, hồi nãy tao không có lên nghe clip ông Thành, tao mà nghe là ông bà già tao là con chó luôn chứ không phải tao á. Mày lên mày nói như vậy nha, nhớ nha. Bây giờ tao phân tích bản chất hiện tượng. Ví dụ các bạn nhìn thấy có những cái thằng á mà ông bà già không độ nó. Ông bà già không độ nó kém may mắn, nó cần rút lãi một tháng một tuần, nó cần rút lãi 30, 40, 50 ngàn đô, xong tự nhiên thấy nó cháy 3 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn. Cái nào bản chất, cái nào hiện tượng? Phân tích cái nào bản chất, cái nào hiện tượng? Má, trong một tuần tao đốt 4.6 tỷ, tao còn vực dậy được như ngày hôm nay, thì cháy vài ngày cháy mấy ngàn thì nó là bản chất hay hiện tượng? Nó là trong một cái đà tăng của con nhỏ này, đây là bản chất nè. Đương nhiên đánh sẽ có thắng có thua. Thị trường biến động như vậy nó sẽ có âm, có dương, sẽ có. Vậy thì hiện tượng là người ta đang bị âm là hiện tượng. Còn dương là đang là bản chất. Đúng không? Chúng ta phải phân tích được cái đó ha. Đúng không? Ăn no cái đầu gần 30 tuổi đầu rồi. Mà thông minh một chút, thấy không? Có lỗi với cái con tinh trùng năm đó lắm. Không, tao mà là ông bà, tao mà là ông già nó là tao nói biết biết như ngày hôm đó, tao bắn vô tường thiệt luôn á. Tao bắn vô tường, tao bắn vô lỗ, tao nói thiệt. Ok chưa? Cho nên phải phân biệt giữa cái bản chất hiện tượng. Rồi cho các bạn coi. Thị phi hôm nay vui mà. Tại sao các bạn sẽ hiểu tại sao tôi phải có những cái lời như vậy? Nó nhiều cái trò mắc cười lắm. Mình dạy nó, mình suy nghĩ mình dạy nó, không biết có nên dạy nó hay không. Cứ cho mấy anh em vô học cái lớp vĩ mô như vậy thì cho free thì cũng có vấn đề. Của nó lại cận dụng, của nó đâm sau lưng tôi thì tôi phải tôi tính phí thì lại bị chửi. Bây giờ cô cho tạo với đường link, với cái trading tạo khoản biên ít thì vô nhóm thì cũng bị chửi. Nó kêu là thầy đang chơi mộm quá nên tích cực kiếm red đủ mồm. Đúng không? Chưa đâu các bạn, chưa đâu. Cô cho các bạn nó coi tài khoản vừa rồi tôi nè. Nó coi tài khoản vừa rồi tôi nè. Má tài khoản vừa rồi tôi nó âm có 13 hả? Không, chỉ 13k hả? Đó, nó ngồi nó canh tài khoản tôi mỗi ngày luôn á. Nó canh các bạn biết không, nó canh từ năm âm 2k, 3k, 5k, đến 13k. Xong nó up 17, tài khoản nè. Tài khoản tôi nè. 13k, 77474888, âm 13k. Xong nó ghi như vậy nè. Ôi, nghe đi thầy đúng 99%, sao thầy càng lõm thế. Mà trong khi cái indicator cô chưa công bố nữa mà nó có, nó sai luôn. Xong nó chửi cô cái indicator như cục cức vậy đó. Má quần què dễ sợ. Xong chưa? Các bạn coi tài khoản này nha. Tài khoản này nha. Đây. Cô cố tình cô gài nó đó. Các bạn coi cô gài nó nè. 77474888. Bây giờ tao cho mày coi cái tài khoản hiện giờ của tao.
77474888. Mở cái con mắt mày ra mày coi cho kỹ. Để các bạn hiểu thế nào là bản chất, thế nào là hiện tượng. Đang là 2035 đồng. 2035 đồng đang ở cấp 2 mà admin là không được quyền tham gia, cho nên bạn cấp 1 và bạn cấp 3 là cấp 2. Bạn bạn cấp 3 cũng là admin luôn nè. Tại vì nó đang nhìn vô hiện tượng các bạn biết không? Các bạn muốn biết cái cách mà làm sao để phục hồi tài khoản không? Cuối buổi của chị các bạn, cô hứa luôn các bạn nằm trong cái nhóm General Marine ngày hôm nay tạo tài khoản nạp tiền. Tao chỉ cho cô bay cái cách đó luôn, không có giấu. Có chỉ luôn, không có giấu, tao nói thiệt cuối buổi tao chỉ thiệt. Cô bay sẽ được học luôn. Không giấu. Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ tao đặt thêm một câu hỏi nè. Mày thử tài khoản mày âm 5.000 xong mày bực dậy được thành thành dương ngàn thử đi. Ở đây có ai tài khoản đã cần âm 5.000 mà đánh trade lên được 1.000 từ âm thành dương? Ai? Em hả? Em quá giỏi luôn. Em đánh VST ông cố nội ơi. VST demo. Tại sao tôi nói các bạn đừng có xem những người ta TB mà các bạn xem cái cách người ta SL, xem cái cách người ta xử lý tài khoản. Ví dụ một cái người mà người ta có thể âm 13k mà sau đó người ta phục hồi được 2k thì người ta phải lãi bao nhiêu các bạn biết không? Phải lãi bao nhiêu? 15k, trên 15k các bạn hiểu không? Lãi phải trên 15k. Đó. Vậy thì mày ngon mày thử mày lãi 2k, mày đánh lên lãi 5k coi coi đi. Những cái người mà người ta lãi của nó các bạn mà người ta bị âm khoảng 10k là hai cái buri á. Hai cái buri chạy anh cần cổ các bạn không có khả năng các bạn đánh. Còn nếu mà những người mà có thể phục hồi được tài khoản như vậy thì cái kỹ năng của họ nó phải ở cái ngưỡng khác, cái tâm lý của họ phải ngưỡng khác và phân tích điều đó, cho nên phải cố gắng phân tích bản chất và hiện tượng. Cái này nó cực kỳ quan trọng, đừng thấy những cái hiện tượng ngắn hạn đó mà chúng ta đi định cái bản chất, hiểu không ạ? Tại vì về lâu về dài người ta nhìn giống như người ta nhìn như chúng ta, người ta giống như cự tát như mặt mình vậy đó, các bạn đang cự nhỏ nước bọt như mặt các bạn á, cái kiểu đó như vậy á, hiểu không ạ? Cho nên cái bản chất và cái hiện tượng là một cái khái niệm mà chúng ta phải cực kỳ lưu ý ha. Nó sẽ giúp chúng ta giải giải phóng cái góc nhìn, giải phóng góc nhìn ha. Và trong quá trình chúng ta học về vĩ mô, chúng ta sẽ hiểu rõ cái bản chất của tài chính. Nếu như ví dụ bản chất của thị trường nó đang đi xuống, chúng ta thấy là nhà cái, ý chí nhà cái nó đang siết, nó đang đi xuống, nó đang đi xuống. Vậy nếu như mà có một cái kênh tốt thì theo các bạn đó là tốt hay là xấu? Ví dụ thị trường nó đang là tiêu cực nhưng có một cái kênh nó tích cực thì theo các bạn là tốt hay là xấu? Tốt hay là xấu? Nó là xấu đúng không? Nó là xấu, nó là một cái cú lừa. Nó là một cái cú lừa. Ví dụ như trong một cái đà giảm như vậy mà nó có một cái nhịp hồi lên thì chúng ta làm sao mừng được, đúng không ạ? À? Rồi cứ tiếp. Ví dụ thị trường đang đang tích cực, thị trường đang tích cực, đang bơm tiền các kiểu, đang đi lên như vậy, nhưng chúng ta nghe có một cái kênh nào đó mà nó tiêu cực, vậy thì cái kênh này tốt hay là xấu? Bóc tách thử xem. Tốt. Tại sao tốt các bạn? Nó chẳng những tốt mà nó còn là cơ hội nữa. Nó còn là cơ hội vô hạn nữa. Vậy thì chúng ta nên follow bản chất hay hiện tượng? Chúng ta nên follow theo bản chất hay hiện tượng? Chúng ta phải nên follow cái bản chất và phải nhìn ra được cái bản chất đó. Ok chưa? Phải nhìn ra được bản chất đó. À. Nhớ nha. Vậy thì nếu như mà có ai ghét bạn mà tự nhiên nó tốt với bạn, nên nên vui hay nên mừng hay nên buồn? Có ai ghét bạn nè, bây giờ Nana tự nhiên cái thằng Đát nó up cái clip nó lên channel, nó lên nó nói thật ra là em rất là yêu anh Thành, em chỉ ghẹo ghẹo ảnh chơi như vậy thôi, em yêu ảnh lắm chứ em không muốn em làm con chó đâu, nghe anh chửi như vậy chứ em vẫn quý ảnh. Lúc đó các bạn nên vui hay nên buồn? Đúng mới lúc đó sợ chết mẹ luôn á, thiệt á. Tại vì bản chất nó như vậy mà bây giờ cái hiện tượng vậy, hỏi làm sao không sợ? Sợ chứ. Đúng không ạ? À? Đúng không? Đó, nhớ nha. Chúng ta học bản chất và hiện tượng rồi đó. Ok chưa? Tiếp. Chúng ta sẽ đi, có một hồi nãy, hôm hôm qua chứ, có một cái bạn hỏi về cái câu chuyện của VinFast. Cái câu chuyện VinFast trước đó cô có một cái bài viết rồi và tôi đó là một cái vấn đề khá nhạy cảm, tôi không không muốn nói, nhưng bây giờ chúng ta sẽ bóc tách thử cái bản chất và cái hiện tượng của bên Vin của VinFast như thế nào. Bóc tách thử. Anh em bóc tách thử xem. Chúng ta thấy cái cổ phiếu của VinFast sau khi IPO xong rồi nó lên. Nó lên. Nó lên. Nó lên đứng top luôn. Nó lên lên quá trời lên luôn.
Vậy chúng ta phân tích bản chất và hiện tượng. Cái việc giá lên nó là bản chất hay nó là hiện tượng? Nó là bản chất theo các bạn đó. Các bạn comment vô cái Facebook thử xem nó là bản chất hay là hiện tượng. À, 9 giờ rồi hả? Để cô đóng link. Các bạn có vào Zoom thì các bạn vô bên bên Facebook. Nó là hiện tượng đúng không ạ? Tại sao các bạn gọi nó là hiện tượng mà không gọi nó là bản chất vậy các bạn? Tại sao ạ? Tại sao các bạn lại gọi họ là cái đó là hiện tượng, cái việc giá lên nó hiện tượng mà không phải là bản chất? Thứ nhất là mới lên sàn huy động tiền, đúng, không bền vững. Cái thứ hai, các bạn phải coi được cái doanh số bán của họ có chưa. Cái báo cáo tài chính của họ bán xe rất là ít. Quý 1 18 chiếc, quý 2 như 24 mà 26 chiếc à. Với cái lượng xe xuất bán đó thì rõ ràng không khả thi. Cho nên các bạn nhìn xem VFS đúng không? Đỉnh nè, đáy nè, thấy gì không? Thấy cái gì không? Vậy nếu mà những cái người mua trên đây thì như thế nào? Những cái người mà mua ở đây, mua ở đây, mua ở đây thì như thế nào? Chúng ta phân tích thử xem. Hai cái nhóm này, nhóm 2 và nhóm 1. Đúng chưa? Cho nên cái cô muốn cho các anh em hiểu về cái bản chất và cái hiện tượng. Rồi chúng ta bóc tách từ vĩ mô cho đến mọi thứ trong cuộc sống. Nó sẽ làm cho chúng ta thanh thản, thoải mái. Đúng không? Ví dụ như chúng ta nghe bất kỳ người nào đó nói xấu một ai đó, chúng ta hãy nhìn vô trước đó họ đã làm được cái gì. Thì chúng ta biết bản chất của họ là gì. Chứ không phải chúng ta nhìn cái hiện tượng mà chúng ta định cái bản chất. Ha, các bạn nhìn chạc rồi các bạn thấy rồi đúng không ạ? Đó, tôi không muốn nói những cái này tại vì nó đang là một cái gì đó. Tôi không muốn nó khá nhạy cảm về VinFast, khá nhạy cảm, tôi không muốn nói. Ok ha. Rồi, cần có thời gian. Hai là FOMO là hiện tượng. Đúng rồi, những cái người mà mua số 2 đó là cực kỳ FOMO luôn đó các bạn, cực kỳ FOMO. Đó, chúng ta không nhìn thấy được cái gì mà nó gọi là chắc ăn, không nhìn thấy được, cứ nhảy vô đút cái đó vô mua rồi hỏi làm sao ngáp làm sao chết. Ok chưa ha? Rồi vậy thì nếu như có những cái người mà người ta đã nhìn ra bản chất rồi mà người ta phát hiện hiện tượng á nó đang đi ngược lại hay gì đó thì vô tình người ta sẽ thấy cái đó là một cái cơ hội. Ví dụ như nếu mà là tôi nha, tôi hiểu bản chất của cái này là chưa có số bán, tôi sẽ canh sọt. Và thì giá càng lên cao kiểu này, rút chân kiểu này nè, khối lượng bán tháo mạnh nè, tôi sell xuống. Vậy thôi. Có phải là cái hiện tượng đó nó sẽ mang tiền về cho, nó sẽ mang cơ hội, mang sự giàu sang cho những cái người bản, cho cái bản chất không? Mà chúng ta nhìn ra bản chất không? Đúng không ạ? Rồi có một bạn vừa rồi trong nhóm chat viên có nói là cái nghề, bạn nó có chia sẻ là cái nghề trade nó rất là cực, rất là khổ gì đó. Rồi bạn nó cũng có khuyên mình, có một bạn cũng trade tài le ra mà khuyên các bạn trong nhóm học viên, các bạn trong nhóm học viên mới cười. Thì cô mới nói các bạn, cô nói thật ra chúng ta nhìn, chúng ta phân tích bản chất và hiện tượng xem. Bản chất cái cậu kia có thành công chưa? Có thành công chưa? Cậu kia chưa? Cậu kia khô tài le luôn. Chính vì như vậy cho nên đó là cái bản chất của họ. Và họ, mà nếu mà họ thua tài le luôn mà họ khen á, họ khen thì mới là đáng sợ. Mới là đáng sợ. Chúng ta bóc tách thử cái bản chất về hiện tượng của trường hợp đó ha. Rồi mà bạn đó mới nói, cái bạn trong nhóm học viên, bạn đó mới nói là bạn nó có chia sẻ là cái góc nhìn riêng của bạn đó. Thì cô mới nói với bạn đó là thật ra cái nghề trade của chúng ta nó rất là cô đơn. Thật sự rất là cô đơn, nhưng mà nó không có cô độc. Tại sao bạn biết không? Có nghĩa là chúng ta cô đơn là bởi vì ít có người hiểu được chúng ta lắm. Ít có người hiểu được chúng ta. Nhưng chúng ta không cô độc là bởi vì chúng ta sẽ có mọi thứ. Thậm chí môi trường mà nó không phù hợp, chúng ta mua cái môi trường luôn. Chúng ta thay đổi môi trường. Chúng ta không hề cô độc. Chúng ta đi du lịch, chúng ta đi. Nhưng chỉ có ít có người hiểu được chúng ta thôi, chúng ta cảm thấy cô đơn. Thì nghề trade nó như vậy. Nghề trader, cái nghiệp trade á, nó giống như là yêu đơn phương vậy đó các bạn. Ở đây có ai đã xa lầy vô khi yêu đơn phương rồi. Để cô rót nước nha, đợi một tí nha. Các anh em có câu hỏi thì viết ra đi, cô rót nước một tí. Cô nói cái nghề trade của chúng ta nó giống như lúc mà chưa thành công, nó giống yêu đơn phương đó. Không có thằng nào nó tin các bạn đó.
Thật đúng mà, chúng ta chưa thành công, không ai tin chúng ta, nhưng mà chỉ có chúng ta là chúng ta tin vào điều chúng ta làm đang là đúng, chúng ta cố gắng, chúng ta đi, chúng ta làm, nó như vậy đó. Khổ lắm, rất là khổ, nhưng nó hơn nhau cái chỗ là giữa một cái thằng thành công và một thằng thất bại, nó hơn nhau cái chỗ nghị lực. Nghị lực rất là quan trọng. Cái người mà không có nghị lực thì họ vui lắm, họ đặt cái mục tiêu xong họ đi không được, tại vì họ không có nghị lực, thì bắt đầu họ phản bác lại chính cái mục tiêu ban đầu mà họ đặt ra. Lúc đầu đặt ra là em, là em quyết tâm lắm, em định quay, em học nghiêm túc các kiểu, xong đi một thời gian, cháy một thời gian xong cái không có cái nghị lực á, bắt đầu quay ngược lại, quay không có được, như thế này thế nọ các kiểu. Thì đó là những cái người mà nói thất bại thì nó kỳ, nói chưa thành công đi ha, tháng 7 rồi nó chưa thành công, thì những người đó thường như vậy. Cho nên nó hơn nhau ở cái nghị lực, ở nghị lực. Nhưng mà một khi mà bạn đã thành công rồi á thì lạ lắm, cái đám mà chính cái đám mà hồi đó ngày xưa mà họ chửi bới các bạn, họ nói gì đó các bạn, chính cái đám đó nó lại đi hỏi các bạn, lại học hỏi các bạn, lại xem những cái lời khuyên của các bạn là những cái gì đó rất là cao siêu. Nó rất là lạ, là tại vì sao? Tại vì cái tâm của những cái đứa đó nó rất là động, chỉ cần có một đứa nói ra nói vào là nó nghiêng theo cái bên đó à, tâm nó không vững, tâm rất là động, cho nên cái nghề trade là nó là như vậy ha. Đó, nhiều người chọn cuộc sống an toàn an phận có gọi là thiếu nghị lực hay không? Không, cái nghị lực không phải là để xem cái cuộc sống nó vất vả hay là chọn an toàn, mà gọi là nghị lực. Cái nghị lực á, là chúng ta phải nhìn cái lúc mà có biến cố xảy ra đó, chúng ta mới biết cái người đó có nghị lực hay không. Có những cái người đó giờ họ sống rất là bình thường, rất là an phận, không có gì hết, nhưng sau đó người thân của họ mất hay là một cái biến cố gì đó, nhưng mà họ vẫn bình tĩnh, họ xử lý, họ vẫn vượt qua, họ không nói cho ai hết, họ gánh một mình, thì người đó có nghị lực. Cho nên nghị lực hay không không phải là xem cái cách mà họ đang sống, cái cách mà họ đang sống an phận gì đó không. Chúng ta phải xem lúc mà khó khăn coi cái cách mà nó ứng phó. Cách ứng phó. Các bạn biết không? Tuần vừa rồi cô âm 13k mà cô vẫn kéo lên như vậy. Tại vì sao các bạn biết không? Đã cuối buổi chỉ cho cái cách gỡ, cái cách cái kỹ năng đánh kiểu này. Ha. Kỹ năng đánh kiểu này, hay là đợi, hay là để cái anh em vô trong nhóm Marine rồi mới chia sẻ nhỉ? Chia sẻ trong đây nhiều khi nó dùng cái đó nó ra sau này nó dùng chính cái đó nó đâm ngược lại mình, chửi ngược lại mình mà mới mắc cười nữa, nên nhiều lúc nó làm cộng đồng lắm mà chán lắm nha. Thôi cuối buổi nha, cuối buổi chia sẻ ha, chúng ta sẽ đi tiếp ha. Về cái cho nên cái lý thuyết đao chính ở trong cái vĩ mô, các anh em mình là phải phân biệt thật là rõ, thật là kỹ về cái câu chuyện bản chất và hiện tượng, ok chưa? Rồi sau cái lý thuyết đao này rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp một cái phần, đó là những cái khái niệm cơ bản, cái khái niệm cơ bản này phần phần 3, rồi chúng ta sẽ đi cái phần là chúng ta học vĩ mô để làm cái gì, vĩ mô nó mang cái gì lại cho chúng ta học thì có giá trị gì, ok chưa? Thì các kiến thức vĩ mô đó, nó sẽ giúp cho các bạn nhìn ra được cái thiên thời là nó là một, nó là cái ý chí của nhà cái định hướng của nhà cái. Tại vì cô nói ví dụ như vậy nè, các bạn không biết, có nhiều người ta chỉ coi số liệu nhưng mà câu quên một cái điều, giống như 2 hôm trước trong nhóm học viên có một cái bạn hỏi về cái mới sáng nay chứ không phải 2 hôm trước nữa, úp một cái chart của lãi suất, của lạm phát chứ, của lạm phát và của lãi suất chứ nhỉ, bạn úp cái chart của SP 500 và lạm phát, và lạm phát là lãi suất gì đó đó, lãi suất SP 500 đúng rồi. Thì các bạn phải hiểu như vậy, bạn nó up hai cái chart là bạn nó so sánh, nhưng bạn nó quên một điều nữa là trên cái chart lãi suất với cái SP 500 á, đây bạn nó up lãi suất và SP 500 bạn nó đang so sánh S&P 500, thì chúng ta quên một cái điều là chúng ta so sánh hai cái chart đó, nhưng thực tế cái mà chúng ta phải quan tâm ở lãi suất nó là cái gì các bạn? Lạm phát, đúng rồi. Cái người mà không có trình người ta sẽ đi, những cái thầy bà lỡ bên ngoài người ta sẽ ngồi lãi suất trần rồi, lãi suất đỉnh điểm rồi, đại lãi suất đang ở mức âm, lãi suất đang ở mức rất là thấp rồi, họ sẽ phân tích lãi suất. Nhưng thực tế chúng ta phải coi lạm phát. Thì cái mà bạn đang cần phân tích là lạm phát chứ không phải là lãi suất. Hiểu không ạ? Tại vì cái lãi suất tăng hay giảm nó là cái hiện tượng hay bản chất? Giữa lãi suất và lạm phát cái nào là bản chất, cái nào là hiện tượng? Lãi suất nó là hiện tượng thì hiện tượng nhất thời, lạm phát nó mới là bản chất.
Vậy thì nếu mà lạm phát ở cái mức cao, dù cho lãi suất đang cao vẫn sẽ tiếp tục tăng. Lạm phát ở cái mức thấp, dù lạm phát đã ở mức thấp, dù cho lãi suất thấp, đúng không ạ? Thì cũng sẽ không, cái lãi suất nó vẫn sẽ tiếp tục nó giảm nữa, hoặc nó bơm tiền ra nữa. Tại vì lạm phát còn cái mức cho phép, còn mức cho phép. Các bạn hiểu ý không ạ? Cho nên chúng ta bóc tách cái này, chúng ta sẽ bóc tách. Nói về lãi suất, chúng ta sẽ phân tích hai dòng, hai thứ. Một á, là dòng tiền, hai á, là chúng ta sẽ bóc tách về lạm phát. Nhớ nha. Tại vì hai cái này mới đoạn chứ. Lạm phát là để biết được là ý chí nhà cái sẽ siết hay là bơm tiền vô. Xong rồi bơm tiền vô đúng không? Siết thì khỏi nói, siết chắc chắn tiền về. Bây giờ bơm tiền vô chúng ta phải thêm một cái nhánh nữa. Nếu ở đây mà siết nè, ở đây mà là bơm nè, thì bơm tiền ra không phải là bơm tiền ra thị trường lên đâu nha. Khi nào thị trường lên? Khi cái dòng tiền này nó thẩm thấu, nhiều khi nó kẹt lại ở ngân hàng. Ví dụ nền kinh tế nó đang giống như bây giờ, nền kinh tế nó đang không đẹp, chưa 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 ngon lắm. Chính phủ năn nỉ luôn mấy thằng ngân hàng thương mại, tụi bay phải giảm lãi suất, tụi bay bơm tiền cho kinh tế hoạt động, nhưng mà không có nào dám làm hết, không có nào dám làm hết. À, các bạn rảnh các bạn phải 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 biết phải phải theo dõi tin tức nha. Đây gửi các bạn cái một cái channel cũng rất là hay về kênh nhanh, lên trên đó đọc kênh có nó nhảy liên tục, cô cũng hay coi đó. Vừa rồi cô theo dõi cái thằng lãi suất trái phiếu đó, nó khá nhạy. Cứ mỗi lần lãi suất trái phiếu nó báo giảm là thị trường nó tăng, mà cứ mỗi lần lãi suất trái phiếu nó báo tăng theo ngày, nó so sánh theo ngày mà tăng á, thị trường nó sắp mặc lờ luôn. Vừa rồi biết coi giá rất nhịp cũng vậy, lên nhịp cũng vậy đó. Các bạn vô xem cái phần kinh doanh nó theo dõi để biết. Và thì ở cái phần mà nếu bơm tiền ra, chúng ta phải bóc tách tiếp một cái phần này, dòng tiền là cái số 1 này nè đó. Vậy chúng ta phải coi rồi cái dòng tiền nữa nha, dòng tiền nó đi đâu, nó về đâu, ok chưa? Nhớ cái đó nha. Rồi tại vì cái giá trị của vĩ mô nó sẽ giúp cho anh em mình mang lại nhìn ra được cái thiên thời, xong chúng ta sẽ kết hợp cái địa lợi và cái nhân hòa ha. Chúng ta mà có địa lợi có nhân hòa nhưng chúng ta không nắm thiên thời thì thua. Ví dụ như thời covid là thiên thời, nó không có. Tự nhiên chúng ta đang kinh doanh ngon lành đúng không, nhân công giá rẻ, tự nhiên chúng ta mở cửa hàng có phải chết không? Chết không ạ? Đó chứ không phải nắm thiên thời địa lợi. Ví dụ như cái nhịp mà bất động sản đang tăng giá ngon lành luôn, nhưng mà lãi suất đang tăng cao, tự nhiên nhảy vô vay, giá đang lên cao, lãi suất lại lên cao, chúng ta đi vay lãi cao để chúng ta đi mua giá cao, xong rồi thanh khoản không có, có phải chết không? Cho nên phải nắm thiên thời à. Cái thiên thời rất rất quan trọng. Và cái giá trị vĩ mô thứ hai mang về cho các bạn là các bạn sẽ, anh chị em mình sẽ không bị các cái tầng nhà cái chốt lời. Chúng ta sẽ giữ được tiền cực kỳ tốt. Quan trọng là không bị biến thành con gà cúng. Thế nào là không bị biến thành con gà cúng? Ví dụ chứng khoán á, nó tiền đang bị rút ra, bất động sản đang đang không có, bị giảm thanh khoản đúng không, giảm room tín dụng, tiền không có chạy ra, mà chúng ta nghe nói đất này ngon đất kia ngon, chúng ta nhảy chúng ta mua, có phải chúng ta thành con gà cúng không, đúng không ạ? À? Và chúng ta né được, chúng ta biết cái đó thì chúng ta sẽ không bị mấy cái tầng bậc nhà cái nó chốt lời. Tại vì những cái dự án, những cái plan, những cái dự án nó phân lô bán nền của nó, các bạn nó toàn là vay không, mà không có thằng nào mà nó không dính tới vay đó, mà lãi suất tăng cao là nó rất là ngợp. Tại vì cái lượng tiền nó vay ngân hàng rất là lớn, nhảy là 1%, 2% là nó ngồi nó le lưỡi rồi. Vậy thì nó bằng mọi giá nó ra hàng sẽ dụ các bạn, làm sao mà dụ được đám đông, thì phải có cái miếng bẫy chuột, phải có miếng bẫy chuột thơm ngon nó mới dụ anh em vô được, đúng không? Đó, đây là cái số 2 giúp cho các bạn. Cái số 3 là các bạn sẽ được làm cái này thú vị lắm nè, làm thầy của mấy thầy bà lỏm. Cô nói làm thầy của các thầy bà nó kỳ lắm, phải nói là các thầy bà lỏm nha. Còn ở đây thằng nào mà nghe thấy khó chịu là chắc thằng đó là thầy bà lỏm nó mới khó chịu, chứ thầy bà chân chính nó không khó chịu cái việc này đâu. Tại vì cô ghi trên đây là các bạn sẽ làm thầy của các thầy bà lỏm ha. Tại vì hiện giờ á, ở trong thị trường á, những cái người mà phân tích kỹ thuật, phân tích nền tảng, nói về vĩ mô họ không biết, không biết, chỉ có anh em mình giới chứng khoán chúng tôi từ lâu năm qua đây rồi, còn biết mấy cái này, bài vẽ ra cho các bạn học các bạn hiểu, chứ về trình vĩ mô họ không có, không biết. Cho nên các bạn thấy họ đánh forex họ tán quá trời, đánh tùm lum tá lả, xong kênh thức ra xong tay, ok chưa? Các bạn nó chỉ biết mặt thầy á, muốn biết mặt thầy không? Đây nè, thầy năm nay 22 tuổi nha, còn ngon lành nha. Đây nè, tôi có cái lên mặt cô lên nè, không xài app nha,
22 tuổi đó, lên 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 đọc cái bài này đi, lên đọc cái bài này có cái hình của như này ha, cũng biết mặt tôi rồi đó. Đó ok chưa? Ê, cái số 3 này để chỉ để khi mà các bạn á, cái anh chị em mình trong giới tài chính này mà các bạn học về vĩ mô rồi mà các bạn kết hợp được những cái mà các bạn đang có là phân tích kỹ thuật hay là về nền tảng gì đó, thì các bạn cái trình của các bạn hơn thiên hạ nhiều lắm, các bạn kinh hơn thiên hạ rất nhiều. Đến bây giờ các bạn để ý thì những cái channel lớn á, những cái channel lớn á, nó còn loay hoay nó phân tích về lãi suất trần, lãi suất đỉnh điểm, nó cho phân tích lãi suất, nó phân tích nhiều lắm đúng không ạ? Nhưng chúng ta không phân tích cái lãi, các bạn không bao giờ các bạn nghe cô nói lãi suất bây giờ đang cao hay thấp, không bao giờ cô nghe cô nói, cô chỉ tập trung cho cô nói lạm phát đang ở ngưỡng nào thôi đúng không ạ? Rồi cái số 4 nó sẽ giúp cho cái này thú vị nè, nó giúp cho anh em mình có cái tầm nhìn xa dự phóng trước tương lai. Trước tương lai ví dụ chúng ta biết về một số cái kiến thức vĩ mô rồi, ví dụ như năm nay năm 2023 chúng ta thấy là các bạn có thấy lạ là vừa rồi á Hàn Quốc nó qua thăm Việt Nam, tổng thống Hàn Quốc qua thăm Việt Nam đúng chưa, có một số cái kết nối ví dụ như cho Việt Nam chúng ta cũng mở rộng là visa 15 ngày thì đi lên 90 ngày rồi, và có những cái chuyến bay Hàn Quốc trực tiếp bay trực tiếp từ Hàn Quốc qua qua sân bay Liên Khương ở Đà Lạt. Mới đây nữa là có những cái chuyến bay thằng thằng Ấn Độ nó cũng liên kết Việt Nam y chang như vậy luôn, chẳng những liên kết như vậy nó còn chơi chuyến bay miễn phí về với máy bay không đồng. Các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là giúp cho chúng ta dự phóng được tương lai. Vậy thì ở cái vùng đó nó sẽ phát triển du lịch, tại vì chính phủ nhà cái đã muốn mở rộng cái vùng đó, sau này Đà Lạt nó sẽ mở rộng đúng không, đã có cái dự án rồi, xây cao tốc rồi, mở giáp đưa bốn cái tỉnh gì đó vô, bốn bốn huyện gì đó vô thành sáp nhập Đà Lạt làm các kiểu rồi mở rộng. Vậy thì chúng ta nhìn được cái đó thì giúp chúng ta dự phóng được cái tương lai, ok chưa? Hoặc chúng ta nhìn năm 2023 chúng ta ngoài cái việc tổng thống Hàn Quốc qua vừa rồi, các bạn có biết là thủ tướng Singapore qua thăm Việt Nam, các bạn có biết không, mới cách đây 1-2 ngày cô đọc trên cái kênh nhanh này nãy cô gửi các bạn đó. Sáng nay đọc thấy có, cô cũng không biết luôn, mà cô đọc cái kênh giật mình, cô lên Google cô search thì đúng là có cái kênh đó. Các bạn có thắc mắc là tại sao rất là nhiều nguyên thủ quốc gia nó qua không? Anh Bảy Đần cho Biden đó cũng chuẩn bị qua, trước đó bà Janet Yellen bà đã qua một lần rồi mà chưa chốt được con mẹ gì hết á, nên bây giờ anh Bảy anh đích thân nó qua, ngày 10 anh qua rồi đó, các bạn có thấy thắc mắc không? Ok chưa? Cho nên chúng ta sẽ có cái tầm nhìn dự phóng tương lai. Vậy thì ở cái năm 20 sau từ 2023 trở đi á, nếu như mà cần Fed á chúng ta thấy là nó siết về cái ngưỡng 2.0 nó không còn gắt nữa, thì lúc đó Việt Nam chúng ta không bị áp lực bởi cái xuất khẩu lạm phát của cần Fed, bởi cái lãi suất của cần Fed, chúng ta sẽ phát triển rất là ngon. Nhưng cái gì nó cũng có hai mặt ha, nhớ mà chúng ta học rồi, cái gì nó cũng sẽ có hai mặt, lý lý thuyết ao mà chúng ta học rồi đó. Vậy vậy chúng ta sẽ có tầm nhìn, chúng ta sẽ nhìn ra được cái. Vậy thì năm 2024 chúng ta sẽ coi vô cái chỉ số KPI, chúng ta sẽ coi vô chỉ số KPI của những chính trị gia Việt Nam á, những cái bộ trưởng Việt Nam á, họ chạy theo chỉ số gì, họ chạy theo chỉ số gì, từ cái đó chúng ta sẽ biết là dòng tiền sẽ được đưa vô đâu, sẽ đầu tư công, sẽ phát triển du lịch, sẽ phát triển sản xuất, sẽ phát triển gì đó, chứng khoán hay gì đó. Cho nên cái này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái tầm nhìn rất là hay ha, rất là hay. Và đặc biệt ở đây có bạn nào làm về du lịch không ạ? À? Có ai làm về du lịch không? Thì tôi nói với các bạn luôn là cuối năm 2023, đầu 2024 ngành du lịch của Việt Nam sẽ rất là phát triển và cực kỳ phát triển ha. Các bạn có làm về cái ngành đó thì chúc mừng các bạn, sắp tới các bạn sẽ được thời, rất là được thời. Và khi mà ngành du lịch phát triển rồi thì những cái bất động sản ở vùng đó nó sẽ cực kỳ phát triển, cực kỳ thành ha. Làm sao theo dõi được KPI của các ngành trong ngành chúng ta? Cái đó các bạn phải đọc báo nhiều. Các bạn sẽ đọc báo nhiều, các bạn sẽ biết được ha. Có những cái tôi không chia sẻ ở đây. Tại vì đó là cái lớp chuyên sâu bóc tách. Cái khóa vĩ mô chuyên sâu cái này học viên chúng ta học đó, nó sẽ đi sâu vô từng cái mục, từng cái mục là ở ngành nào, tiêu chí coi ở đâu các kiểu của trong nước và ngoài nước. Chúng ta coi cái đó. Rồi tiếp. Cái số 5. Cái này nè. Các bạn có biết là cái kiến thức về vĩ mô có những cái thạc sĩ hay là CFO, giám đốc tài chính,
họ mắc cũng chỉ maximum của họ cũng chỉ được khoảng 20% cái lượng kiến thức vĩ mô này thôi. Họ cũng chỉ được 20% cái lượng kiến thức vĩ mô này thôi. Thật. Không cần các bạn ra các bạn hỏi về lãi suất, về lạm phát rồi hỏi đi, họ nói chuyện với họ, các bạn sẽ biết trình của họ ở đâu. Tại vì cô làm cho, cô cần làm cho những cái công ty có tiếng rồi. Và cô nói chuyện với những cái người đó rồi cô biết rồi. Cô biết họ ở cái ngưỡng nào mà họ đều như vậy. À. Tiếp, cái số 6 là cái này mới hay nè. Cái giá trị vĩ mô nó sẽ gia tăng cái mối quan hệ cho các bạn. Nó gia tăng bởi vì người ta sẽ rất là thích nói chuyện với những cái người mà có kiến thức về tài chính, có cái tầm nhìn. Cho nên khi các bạn có cái lượng kiến thức này, tự nhiên các bạn sẽ là quý nhân của họ. Ha. Và những cái người mà thích nghe những cái đó của các bạn á, những cái người đó nhiều khi họ ở một cái trình độ tài chính khác. Cho nên nó sẽ gia tăng cái mối quan hệ của các bạn. Mà một khi cái mối quan hệ này mà gia tăng rồi thì các bạn phải hiểu đó là tài sản vô hình. Nó là tài sản vô hình. Ha. Cái đó mới là tài sản giá trị dân hữu hình rất là nhiều. Cho nên cái này là một cái kiến thức vĩ mô cực kỳ giá trị. Ha. Bởi vì xung quanh nè, bởi nó sẽ, cái kiến thức này nó sẽ hút xung quanh bởi cái lượng kiến thức trong đầu của chúng ta. Nó là tài sản vô hình và là quý nhân của thiên hạ. Đúng không? Nếu như các bạn hình dung ra các bạn về về các bạn về nhà bạn gái của các bạn hay về nhà bạn trai của các bạn hay là về bà con hàng xóm các bạn, bạn bè các bạn mà họ đang thảo luận về một cái kiến thức gì đó về tài chính và các bạn giải thích cho họ, họ đang hiểu sai. Vấn đề nó đúng như vậy và rất là logic, rất là thuyết phục, thì các bạn nghĩ họ sẽ nhìn các bạn với ánh mắt gì? Đúng không ạ? Tại vì ở trong những học viên chúng ta cần có một bạn học sinh lớp 12 cần giải thích cái về vĩ mô, nói về vĩ mô cho cô, cho cô giáo của bạn đó mà rất là vui. Bạn đó đợt đó kể cô nghe, cô mắc cười lắm. Nó nói xong rồi xong cái bà cô đó ba sợ nó luôn, bà hỏi trời con học ở đâu vậy, em học ở đâu mấy cái đó vậy, nhất là mắc cười, thú vị lắm ha. Cho nên cái kiến thức vĩ mô nó rất là hay, nó cho các bạn nhìn ra được, thậm chí á chúng ta nhìn ra được cái này chúng ta sẽ biết lên nên đầu tư Bitcoin hay không, nên đầu tư về về chứng khoán hay không, hay bất động sản hay không, để chúng ta không bị kéo vô những cái ngắn hạn á, à, để kéo vô những cái ngắn hạn. À, rồi cái phần C là bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái khái niệm cơ bản của vĩ mô cần phải biết. Đầu tiên chúng ta số 1 là chúng ta sẽ hiểu về cái cách mà cái nền chính phủ sơ khai nó vận hành như thế nào. Tại sao cái này nó lại liên quan đến cái phần vĩ mô? Là bởi vì á, chúng ta học bản chất và hiện tượng rồi. Chúng ta học bản chất hiện tượng là bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái cách mà một cái nền chính phủ sơ khai họ vận hành như thế nào, rồi chúng ta dùng cái bản chất và hiện tượng chúng ta bóc tách cái vấn đề. À, thử xem. Đầu tiên á, các bạn biết á, từ cái thời mà ăn lông ở lỗ á, lúc đó người ta chiến tranh với nhau bằng gậy gộc. Gậy gộc thì lúc đó người ta thắng nhau bởi cái số lượng người và cái vũ khí. Đúng không ạ? Nhưng nếu như mà một cái bộ lạc hay một cái vương quốc A mà nó đánh chiếm một cái vương quốc B, nó chiếm được cái vương quốc B rồi, thằng A nó đánh được vương quốc B rồi, cái nó sát nhập A với B lại là một luôn. À, sát nhập A với B lại là một luôn. Đó, các bạn đó mình đang tìm hiểu cội nguồn của nền tài chính chính xác đấy. Và khi nó sát nhập thằng A, nó chiếm thằng B, nó sát nhập A với B là một luôn. Vậy thì theo các bạn, cái quốc gia A này nè, nó có phát triển được hay không? Nó muốn phát triển nó phải có cái gì? Nếu như á, có một cái nguyên tắc bên tài chính á, là nếu như mà bạn càng nắm giữ càng nhiều thì cái lực tay của bạn phải càng mạnh. Lực tay bạn mà yếu mà bạn nắm càng nhiều là bạn càng mệt. Nó cũng giống như á, kiến thức mà không có, các bạn giữ tài khoản càng nhiều càng nát, càng chết, đúng không? Những cái người mà thật sự đủ trình á, người ta mới nắm được những cái vấn đề đó, người ta mới xử lý những vấn đề đó. Ok chưa? Vậy thì bây giờ muốn quản lý được cái này, họ phải có gì chính sách quản lý nè, họ gì nữa? Giả sử bây giờ có những cái vương quốc C nó tấn công vô cái này thì sao? Tấn công vô này thì sao? Trong này phải có người chống đỡ, phải có nhiều quân đội, phải có người, đúng không? Có nhân sự. Vậy thì làm sao để có nhân sự? Mấy thằng này phải ăn no bụng cái đã, ăn nó yếu làm sao đẩy ra. Vậy thì làm sao để thằng này nó ăn no bụng? Mấy thằng lính trong đây nó phải lao động sản xuất. Đúng không ạ? Nó phải lao động sản xuất. Vậy thì bắt buộc một khi các cái quốc gia đều có cái xu hướng mở rộng, khi họ mở rộng rồi thì họ sẽ phải cần tài chính, họ phải cần hàng hóa, họ phải cần tiềm lực về kinh tế, họ phải có lúa gạo, họ phải có sản xuất nông phẩm gì đó họ đi đổi.
bắt đầu họ đổi, ví dụ họ mang cái ông chính phủ này nè, ông chính phủ A ông mang qua cái vương quốc D, ông đổi vũ khí, ông đổi quân đội, ông đổi gia súc, ông đổi về đủ thứ, nhưng mà đổi bằng cái gì giờ, đổi bằng cái gì giờ, đổi bằng cái gì, vàng đổi gì nữa, không đổi được vàng thì đổi bằng gì, bằng lương thực hay bằng cái gì đó mà cái thằng D nó cảm thấy nó xài được, hàng hóa tài sản đúng không, lúa gạo đó, thì phải đổi bằng cái gì đó để thằng D nó xài được chứ, chứ đâu mà Bitcoin để nó không xài đó đúng không ạ, đâu Bitcoin nó không có xài được, nó nói đây không có mạng, không có internet, đổi bằng phi thì được, đúng, đổi bằng phi thì được. Vậy thì ở đây nè, chúng ta thấy vậy thì làm sao để thằng này nó mới đặt mục tiêu là làm sao để cho dân này nó phát triển, nó phải tạo ra nhiều sản phẩm. Vậy thì làm sao ạ? Nếu như mà cho mấy thằng này ăn no nhiều quá thì nó lại lười lao động, phải cho nó đói, phải cho nó đói mà phải cho nó gọi là nó cũng chết cũng đừng có chết, nhưng mà phải cho nó, phải làm cái động lực nào đó làm cho nó phải lao động, nó tạo ra sản phẩm đúng chưa. Vậy thì để cho thuận tiện cái việc trao đổi hàng hóa thì cái thằng A này nó mới tạo ra đồng tiền, nó mới tạo ra đồng tiền. Vậy thì trong cái vương quốc A này thì đồng tiền á là còn nó sẽ dùng đồng tiền nó đổi hàng hóa với nhau cho nó nhanh đúng không. Ví dụ như tôi muốn mua 1 ký gạo, nhà cô bán dưa hấu, cô đem hai trái dưa hấu cô đi đổi 1 ký gạo, nhưng không để cô đem cô đổi dưa hấu với bà bán gạo hoài, bà nói bây giờ con ăn dưa hấu con ngán quá con không đổi nữa, không ấy mày lấy dưa hấu của mày mày đi đổi quần áo đi, rồi lấy quần áo đổi lại dưa đổi lại gạo với tao, thì có phải nó rất là phiền không. Bà nghĩ rằng chính phủ nó nhìn ra điều này nó coi phiền quá, bây giờ tất cả quy ra bằng tiền hết, bằng mẫu số chung là bằng tiền hết, bằng đô la đó. Vậy thì bây giờ chỉ cần lấy hàng hóa đưa cho chính phủ đổi đô la, cầm đô la đi mua gạo mua cái gì đều được hết, ok chưa. Vậy thì anh phải tạo ra càng nhiều hàng hóa anh mới càng nhận được đồng tiền, anh có càng nhiều tiền anh mới càng đổi được nhiều thứ, cho nên đó là một cái động lực để cho dân ở đây nó thích thú, nó tạo ra nhiều sản phẩm. Thì cái thằng này nè nó mới lấy sản phẩm nó đưa qua cho thằng D, nó nói ê bây giờ tao đang có hàng ngon nè, ok chưa, tao đang có lừa nè, tao đang có trâu bò nè, tao đang có gạo nè, bây giờ bên mày tao thấy có vũ khí đó, không mấy tao mày đổi nhau đi. Chứ thằng Vương quốc A này nó mà lấy tiền này nó đổi cái thằng D lấy không, thằng D nó tao đâu có nhu cầu xài, mình đưa tiền mày qua nước tao, nước tao có đồng tiền riêng rồi, nước tao không xài tiền của mày, không có giá trị, không có giá trị, mày đem vào nước mày xài, còn không còn mày đem hàng đem vàng qua đây tao đổi cho mày. Vậy thì tiền mà thằng A nó tạo ra nó chỉ có giá trị lưu hành trong nước của nó thôi, nó chỉ có giá trị lưu hành trong nước của nó thôi, chứ đem nước ngoài không giá trị. Và cái tiền của thằng D nó cũng vậy, hai cái quốc gia này giao thương với nhau là bằng cái gì, bằng cái gì các bạn, bằng vàng, bằng hàng hóa, bằng tài sản đúng chưa. Xong con thằng E này á, quốc gia nó bự chà bá luôn, bự như vậy nè, nó cũng có một cái đồng tiền của nó nè, nó cũng có đồng tiền của nó nha. Cái nó nói bây giờ tao muốn mua hàng của quân A, tao cũng muốn mua hàng của quân D đúng chưa, nhưng mà bây giờ tao lấy hàng, tao cũng mua hàng của quân C nữa, tao bán qua cho thằng C, bây giờ rối quá, không để tao có lấy tài sản tao đi đổi mấy anh này, bây giờ thay vì như vậy thì có một cái đồng tiền chung nào đó để cho mấy anh em A B C D E xài chung cho nó gọn đúng không, các bạn có nghĩ như vậy không, đúng không ạ. Bây giờ quyên đồng tiền nào đó đi, chứ không lẽ bây giờ thằng E nè nó muốn lấy hàng của thằng A nó đổi đúng không ạ. Thằng E thì nó có gạo đi, nó đổi với thằng A, A nó nói không tao gạo nhiều lắm rồi, tao gạo đổi với thằng D nhiều gạo lắm rồi, bây giờ tao không đổi với mày đâu, bây giờ mà lấy gạo của mày mày đi đổi với thằng D hàng C đi, đổi sang vàng đi, rồi lấy vàng đổi lại với tao, tao đổi lại hàng hóa với mày. Thằng E này nó nói trời sao mệt quá vậy, thôi bây giờ như vậy anh em mình vô ngồi hợp chung với nhau, bây giờ anh em mình kiếm một cái đồng tiền chung nào đó xài đi được chưa, thay vì thằng A nè nó cũng đã làm được như vậy ở trong nước nó rồi, nó có một cái đồng tiền riêng của nó, thằng D cũng vậy, thằng E cũng vậy, thằng C cũng vậy. Vậy thì bây giờ nó ngồi lại với nhau, mấy anh này nó ngồi lại với nhau, nó bây giờ có cách nào để cho anh em mình giao thương cho nó tiện nè đúng không, xài xài chung một cái mẫu số đồng tiền. Thì bây giờ thằng A thì nó không chịu vì đó, nó tao biết là thằng E đó quốc gia của mày bự đó, đồng tiền mày có giá trị tại vì quốc gia mày lớn, mày có nhiều hàng,
nhiều người sẽ giao thương với mày, cho nên người ta cần cái tiền của mày. Nhưng mày in tiền hay mày thu tiền về, mày muốn xé hay là mày muốn đốt hay là muốn in thêm, mày tao đâu tin mày được đâu. Tao mới nghe được mày được. Thì không có thằng nào chịu dùng tiền của con nào hết. Không có nào chịu dùng tiền của đồng nào. Các bạn nói đúng, ví dụ đồng euro đúng rồi đó. Không có nào chịu dùng tiền nào hết. Ví dụ bây giờ mấy anh này mới ngồi lại nhau, bây giờ không nói như vậy. Định ra một cái đồng tiền chung, đồng tiền này á, định ra một cái đồng tiền chung này nè, cô để anh màu vàng ha. Cái đồng tiền này sẽ không có quốc gia nào mà có thể can thiệp vô, thằng A cũng được, thằng E cũng được, C cũng được, D cũng được, B cũng được, không được đụng vô. Tụi bay muốn in ra, tụi bay phải thông qua mấy anh em mình ngồi họp với nhau, A, B, C, D, E ngồi họp với nhau, đồng ý thì mới được in ra. Ok chưa? Đồng ý thì mới được thu vô. Vậy cho nó gọn, rồi mấy anh em mình dùng chung một cái đồng tiền, xài cho nó tiện, có nào nhi kỹ nhau. Đúng không? Bây giờ thằng A nó muốn, thằng E này nó đầu bự, nó muốn in tiền ra cũng không in được nữa, ai cho in. Vậy thì tạo cái đồng tiền ra này cho nó tiện để mấy anh này giao thương với nhau phát triển, thằng nào cũng phát triển. Đúng không? Tạo ra như vậy thì bây giờ ai là người đi quản cái thằng màu vàng này, cái đồng tiền màu vàng này, ai là người đi quản? Phải công minh. Ai là người đi quản? Bây giờ thôi kiếm một cái thằng tổ chức tạm đặt cho nó là Fed. Đặt cho nó là Fed, FED. Ok chưa? Cho nó đi quản cái thằng này, nhưng anh em phải thỏa thuận với nhau nha, không có bất kỳ chính phủ nào có thể can thiệp vô thằng Fed này hết á. Và thằng Fed này á nó phải là độc lập. Nhưng đặt ở đâu cho nó an toàn? Bây giờ đặt thằng Fed ở cái quốc gia C bé tẹo như vậy, một ngày đẹp trời thằng nào nó tới nó chiếm thì thằng này có phải vấn đề không? Bây giờ đặt ở đâu bự nhất, đặt ở đâu an toàn nhất? Đặt ở E an toàn nhất. Và anh em mình thỏa thuận với nhau, bất kỳ thằng nào mà đụng tới thằng Fed, đụng tới thằng E nha, đụng tới thằng Fed nha, là ABC cùng đập nó. Ok chưa? Cùng đập nó. Rồi tiếp, bây giờ định ra ai là ngồi trong cái vị trí Fed này để quản lý cho tất cả các anh em mình. Theo các bạn ai? Ông nói ông power vậy. Vậy thì theo các bạn nên chọn như thế nào để cho công bằng? Không lẽ chọn mấy thằng Fed nằm trong nội bộ của thằng E, hay là nằm trong nội bộ của thằng A, hay là B? Sao ạ? Nhưng mà nếu mà chia đều ra cũng không công bằng. Tự nhiên cái thằng bự, thằng nhỏ sao công bằng? Không công bằng. Bỏ phiếu là gì nữa? Gì nữa ạ? À? Một cái nữa là gì? Làm sao nè, mấy thằng Fed này nó giữ tiền thì tất cả những thành viên ở đây nó phải thật sự là đủ mạnh, nó phải có tiếng nói, nó phải có đủ mạnh. Vậy thì á, trong tất cả các cái nước này khi mà nó liên minh với nhau, nó giao thương với nhau thì sẽ có cái gì? Sẽ có những cái thằng tài phiện, những cái thằng mà địa chủ, những cái thằng mà rất là giàu. Nhà ở E nó cũng có, nhà công mở công ty ở A nó cũng có, con buôn này, nó mở công ty B cũng có. Nó giàu lắm và tài sản nó nhiều lắm. Ok chưa? Bây giờ kéo cho mấy thằng này vô làm trọng tài, tại vì mấy thằng này tài sản nhiều mà, cho nó làm trọng tài. Ok chưa? Cho nó làm trọng tài. Đó, và không cam kết với nhau, không có chính phủ nào được đụng cái nó hết, nó độc lập với nhau. Và nó phải có trách nhiệm. Nếu mà cái đồng tiền mà nó đang giữ mà mất giá là mày chết mợ mày à. Mày mất giá là mấy thằng này xử mày à. Mấy thằng này xử. Đúng không các bạn? Đồng tiền nó mất giá, mà mất giá đồng tiền thì là gì? Mất giá đồng tiền thì là gì các bạn? Có phải là lạm phát không? Lạm phát không? Đó. Ok chưa? Cho nên chúng ta hình dung ra bắt đầu cái nền tài chính sơ khai nguyên thủy nó lên như vậy. Rồi lúc nãy có một cái phần nữa, ở trước đó nữa là một cái phần là mỗi quốc gia này nó sẽ có hai cái công cụ để nó duy trì hoạt động. Mỗi quốc gia này sẽ có hai công cụ. Công cụ đầu tiên là quân đội, là phải có quân đội để kiểm soát, bảo vệ ở bên trong, ổn định ở bên trong. Đúng không ạ? Chống giặc ngoại xâm bên ngoài là quân đội phải có. Cái thứ hai là phải có cái bộ máy để chữa cái bệnh bao tử. Đói. Đúng không? Cho nên ở trong đó nó phải có giao thương, có kinh doanh, có tạo ra sản xuất. Cái mấy này không sản xuất thì đói hết à. Cho nên nó phải có hai thứ. Vậy thì có phải là để duy trì một cái bộ máy hoạt động của bất kỳ một chính phủ nào thì nó cần có hai thứ gì? Cần có hai thứ gì? Hồi nãy mới nói là gì? Một là hoạt động kinh tế để chữa cái bệnh bao tử. Hai là cái quân đội. Cho nên
hai cái nhánh đó là hai cái lá trắng, một cái thanh gươm và một cái là thanh gươm, một cái lá trắng rất là lợi hại. Bất kỳ chính phủ nào cũng phải duy trì hai cái đó hết ha. Vậy thì quân đội quan trọng hay là kinh tế quan trọng? Quân đội quan trọng hay kinh tế quan trọng? Theo các bạn cái thằng nào quan trọng? Quân đội đúng không? Có ai nói kinh tế không? Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thực ra là các bạn nhìn cái thằng thằng Nhật đi. Thằng Nhật thì các bạn thấy kinh tế quan trọng hay quân đội quan trọng? Thằng Nhật kinh tế quan trọng hay quân đội quan trọng? Kinh tế nó quan trọng, tại sao quân đội nó không quan trọng? Tại sao quân đội nó không quan trọng? Tại sao ạ? Tại vì được Mỹ bảo kê rồi. Đúng không? Cho nên khi mà chúng ta học được cái này, chúng ta sẽ nhìn thấy bất kỳ một chính phủ nào thì họ sẽ phát triển hai thứ đó. Nếu một trong hai mà bị suy yếu, ví dụ họ không cần đầu tư quân đội nhiều quá thì mặc định kinh tế họ sẽ rất phát triển. Họ không cần đầu tư quân đội nhiều quá thì mặc định kinh tế của họ sẽ rất phát triển. Hoặc họ đầu tư cho quá nhiều vô quân đội, cho bộ máy hành chính thì kinh tế của nó sẽ bị xuống. Các bạn coi đây phải hay không? Triều Tiên ha, Trung Quốc, Nga. Trung Quốc các bạn đừng có nghỉ ngon nha, Trung Quốc đừng nghỉ ngon nha, nhiều lắm á, rất là nhiều. Ok chưa? Thì nắm hiểu cái này ha. Bây giờ quay lại tiếp về cái phần này. Vậy thì nó sẽ có một cái đồng tiền chung, một cái đồng tiền chung, và cái đồng tiền này là được một cái tổ chức riêng để control nó. Phải bất kỳ thằng nào trong đây A, B, C, D mà âm mưu muốn lật đổ cái đồng tiền chung của mấy anh em nhà mình thì làm sao? Thằng này là mafia rồi, thằng này là trục lợi rồi. Mày hay ngày xưa anh em mình cam kết với nhau là không ai được đụng tới nó là bông hoa chung của anh em mình. Bây giờ mày đòi hái cái bông hoa đó trong vườn, mày phải bị chết thôi, phải bị đánh hội đồng, phải bị xử, đúng chưa? Hiểu cái quy luật này nha. Nhược điểm của đồng tiền chung là gì? Đây, ở cái đồng tiền chung này á, nó sẽ có ưu và khuyết điểm. Ưu điểm của nó đó là nó sẽ có một cái thanh khoản khổng lồ của tất cả những cái người này, tại vì tất cả những cái hàng hóa, những cái quốc gia này nè đang dùng cái đồng tiền này, có nghĩa là họ đang giao thương hàng hóa dựa trên cái mẫu số chung là đồng tiền đó. Vậy thì cái đồng tiền này nó mạnh hay không? Nhờ thanh khoản. Nếu những cái nước như A, B, C, D mà nó rất là lớn, nó lớn nhất hành tinh luôn. Hành tinh này đến thời điểm này có 7 cái nước mà có GDP đứng đầu toàn cầu. 7 nước đó là gì đó các bạn? Là gì? Có 7 nước có GDP đứng đầu toàn cầu. G7, lên Google search ra, ok chưa? Đó. Những cái nước đó, và thì những cái nước đó nó cam kết với nhau, nó dùng cái đồng tiền đó, thì đó là một cái ưu thế cho cái sức mạnh đồng tiền này. Vậy nếu như ở một cái tổ chức khác nó cũng dùng cái đồng tiền gì đó của nó dùng cái đồng tiền gì đó của nó, ví dụ như đồng tiền này nè, đồng tiền này nghe quen không? Dùng cái đồng tiền này nè đó, nó dùng cái đồng này của nó dùng cái đồng này của nó, đúng chưa? Mà cái đồng này của nó nè, mà nó ngày một nó lớn mạnh thì nó vô tình nó đe dọa lên cái này. Vậy cái việc mà thằng này lớn mạnh đe dọa cái thằng này tức là gì? Thanh khoản. Nhưng thằng này mà muốn lớn mạnh, muốn tăng cái thanh khoản thì nó phải được gắn với nhiều cái món đồ. Ví dụ bình thường á, Bitcoin chúng ta mua 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 bằng gì? USDT hay không à, đúng không? Bây giờ nếu như mà cho các bạn dùng đồng pi để đổi Bitcoin, đúng không? Cho bất động sản đổi Bitcoin, có phải là gia tăng cái thanh khoản vô không? Đúng không? Ví dụ như bây giờ cái thị trường bất động sản nó đây, tự nhiên bất động sản cho giao dịch bằng bằng pi hay là bằng Bitcoin thì cái thanh khoản con này bự lên. Thanh khoản bự lên. Ok cho các bạn hiểu vấn đề không? Mà nếu mà bây giờ thằng này nó nhỏ nhỏ không nói, nhưng bây giờ mà thằng này bắt đầu hăm he mà muốn muốn đụng tới, muốn muốn cạnh tranh cái thanh khoản là thằng này sẽ bị xử. Là tại vì á, nếu cái đồng tiền này mà nó giảm thanh khoản, có nghĩa là nó bị mất giá trị, thì trong đây tất cả mấy anh em đầu bự trong đây thằng nào cũng bị lỗ đó, thằng nào cũng bị lỗ đó. Chính vì như vậy cho nên nó phải bằng mọi giá. Tại sao tôi nói là cả đời anh em tài chính chúng ta học hai chữ thanh khoản, cả đời chúng ta học hai chữ thanh khoản, chơi bất động sản, chơi chứng khoán, chơi Bitcoin, on coin coi rác cũng vậy, học hai chữ thanh khoản, học bài cả đời học mất.
vẫn bị không nhận ra. Và khi muốn vững cái đồng này thì bắt buộc nó phải kéo thằng vàng vô, thằng vàng vô nè, nó kéo thằng dầu vô nè, đúng chưa? Nó kéo đủ thứ vô. Nếu trong tương lai nó kéo cái thằng này vô đây nữa thì sao? Kéo này vô thì sao? Ngon à, ngon à, đúng không? Ngon à. Nó kéo cái thằng này vô thanh khoản của nó, vậy thì có phải thằng này nó được cộng với thanh khoản của USDT không? Mà bá đạo lắm á nha, không có đùa đâu. Đúng rồi, Bitcoin ETF đó, đó hiểu chưa? Cho nên chúng ta nói cả đời học hai chữ thanh khoản, học hai chữ thanh khoản như vậy. Bây giờ làm sao có mấy thằng khác nó ghét cái nhóm này lắm, nó mấy thằng nhà giàu này nó nhiều tiền quá, tao ghét nó lắm. Mấy có mấy thằng khác, có một cái tổ chức khác nữa, bây giờ nó không thích mấy thằng này, nó nói thằng này làm chủ bao nhiêu năm rồi, tao bực quá. Tại vì biết bất cứ thằng nào mà chống đối mày á, cái mày dùng cái đồng này, mày đồng dùng đồng tiền này mày đàn tao hoài, mày dùng, tại vì mày có đồng tiền mạnh mà, mày dùng mày đàn tao hoài, bực quá. Bây giờ mấy anh em này là 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 anh em trên chiếc xe tăng, trên chiếc xe tăng. Cái nó mới gộp lại, nó gộp lại. Nó nói bây giờ anh em mình không cần làm sao cần dùng cái đồng này của nó nữa đi, đừng chơi nó. Chứ nào mà Phật ý nó ra đập hoài à, thì anh em mình tạo cái đồng riêng. Nhưng mà cái đồng riêng này phải có giá trị. Giá trị. Tại vì nó lôi kéo 5 cái nước, 5 cái quốc gia vô. Và cái đồng này mà muốn có giá trị thì bắt buộc cái xuất khẩu hàng hóa, cái lượng hàng hóa tạo ra của những quốc gia này nó phải lớn. Nó phải lớn. Đúng không ạ? Các bạn đợi cái OK quay lại ha. Vậy thì cái khối này muốn muốn nó có cái đồng tiền nó mạnh á, thì nó phải tạo ra rất là nhiều hàng hóa. Nó thông qua cái chỉ số GDP, cái chỉ số GDP nó phải tạo ra, rồi nó phải có cái gì nữa? Nó tạo ra nhiều hàng hóa. Thì ví dụ như cái khối này nó tạo ra một cái đồng tiền riêng của nó, thì hàng hóa của nó sẽ được neo bởi cái đồng tiền này, đúng không? Khối này nó lớn thì bắt đầu cái đồng tiền này nó mới có giá trị. Thôi này nó nhỏ như cỡ Bitcoin như vậy thôi, kệ cha nó, chỉ có mấy đứa nhà nghèo như mình mới chơi Bitcoin thôi chứ ai chơi, đúng không? Cho nên thằng Mỹ nó cũng chưa có đập lắm, thằng Fed nó chưa đụng có nhiều đó. Và cái khối này phải tạo ra hàng hóa rất là nhiều. Vậy nếu như muốn tạo ra hàng hóa nhiều để cái thanh khoản này lớn, bây giờ sao? Nó kéo thằng số 6 vô, nó kéo thằng số 7 vô. Bạn hiểu ý không? Nó kéo vô để tất cả các quốc gia này đồng ý đồng thuận với nhau giao dịch dùng cái đồng tiền nó giao dịch, đồng tiền riêng của nó giao dịch, dùng cái đồng tiền riêng của nó giao dịch thì cái thanh khoản này nó mới tăng. Các bạn hiểu chưa? Ha, rồi đó là cái cách mà nền chính phủ sơ khai vận hành. Rồi bản chất của tiền là gì? Tiền nó được tạo ra chỉ để trong cái nội bộ quốc gia đó thôi. Còn ví dụ như USD nó được tạo ra để gì? Để nội bộ các quốc gia xài. Và nó gắn vàng, nó gắn dầu, nó gắn đủ thứ vô thanh khoản của nó thì cả thế giới này xài. Các bạn hiểu không ạ? OK ha. Rồi tiếp. Có một cái nữa chúng ta cần phải biết, đó là cái cán cân tiền và hàng. Cán cân tiền và hàng. Cán cân tiền và hàng. Thế các bạn hiểu thế nào về cán cân tiền và hàng? Hồi nãy chúng ta học về hàng, tiền và hàng. Hồi nãy chúng ta học về tiền và hàng. Chính phủ tạo ra đồng tiền là để cho giao thương nó thuận lợi. Vậy thì nó sẽ tạo ra vấn đề là chính phủ sẽ phải in bao nhiêu tiền. Hàng ở đây có rất nhiều hàng, đúng không? Ví dụ nông phẩm, trái cây hay là công gì, xe cộ, hàng hóa sản xuất gì đủ thứ gì đó, rất là nhiều. Vậy thì họ sẽ tính là tổng cái lượng hàng này ước lượng khoảng bao nhiêu tiền, thì bắt đầu in bấy nhiêu tiền để cho họ giao thương với nhau. Cho nên đây gọi là cán cân giữa tiền và hàng. Cán cân giữa tiền và hàng. Vậy thì tiếp theo, nếu như giữa cái cán cân này bình thường á, là hàng bao nhiêu thì in bấy nhiêu tiền để cho dễ giao thương với nhau. Vậy thì nếu như mà tiền á,
nó ít hơn hàng, tiền ít hơn hàng, tiền ít hơn hàng thì theo các bạn giá tăng hay giảm? Theo các bạn giá tăng hay giảm? Giá tăng. Tại sao giá tăng? Giá giảm hả? Tiền ít hơn hàng, hàng nhiều hơn tiền. Bây giờ nói bây giờ khó đúng không? Có ông nói tăng, ông nói giảm. Bây giờ còn nói nam với nữ. Nam 100 đứa, nữ 30. À, bây giờ cái này là nghe là rạo được liền nè. Nghe là rạo được liền. Bây giờ nam mà có 100 đứa, bây giờ nữ có 30 đứa trong thành phố này thôi, nữ có 30 đứa, bây giờ hàng nào ngon bay? Hàng nào ngon? Ồ, hàng nữ ngon à, nghe là thấy rạo được rồi đó. Nữ ngon, tại sao nữ ngon vậy? Hàng sao ngon vậy? Tại vì nó có 30 và nó ít. Vậy thì thằng nào ít? Thằng nó ngon à. Đúng không? Nó ít, ít nó có giá. Nó ngon cái là nó có giá. Nó có giá. Vậy thì nếu như mà giữa tiền và hàng, tiền nó ra có 1 triệu đồng, tiền in ra có 1 triệu, mà hàng hóa lên có 1,2 triệu lận, vậy nào có giá? Nghe rối não hả? Cứ quy ra bình dương học vụ hết. Hai thằng phải bằng nhau, thằng nào ít thằng nó có giá hơn vậy thôi, hết hết rồi đúng không? Bây giờ lúc đó tiền sẽ có giá, tại vì tiền à, ngày xưa tiền đổi 1 triệu đổi 1 triệu, bây giờ tiền 1 triệu đổi có 1 triệu hai hàng nữa. Tiền ngon, tiền có giá hơn, đổi được nhiều hàng hơn, có giá hơn. Bây giờ tiền 1 triệu hàng vậy, bây giờ hàng nó còn 500 mà, hàng còn 500 mà, tức là tiền nó nhiều hơn hàng, vậy hàng nào có giá? Đảo ngược lại, nam có 30, bây giờ nữ đến 70 lận rồi, bây giờ anh em mình ngon lành luôn, một người được cưới 2 vợ, nhiều khi 2,2 vợ được, 2,5 đứa được, ngon không? Cơ chế đợi chính phủ duyệt thôi nha. Chết nhanh hả? Bậy, sao chết nhanh được, sao chết nhanh được, sướng cái bà chết nhanh, mấy ông thèm muốn chết xạo xạo đúng không? Cho nên đây là cái cán cân tiền và hàng, tiền và hàng ha. Rồi cái cán cân này, bây giờ từ cái cán cân này chúng ta học cao, chúng ta tìm hiểu sâu hơn một chút. Giả sử anh Minh ảnh là người in ra tiền, anh Bình ảnh là người tạo ra hàng. Bình thường á là anh Minh ảnh in tiền bằng với hàng, ok chưa? Tự nhiên cái một ngày đẹp trời cái anh Minh á ảnh in tiền nhiều hơn để anh lấy nhiều hàng của anh Bình, đúng không? Anh in thêm tiền để lấy thêm hàng của anh Bình. Bình thường là nhiêu tiền nhiêu đó hàng, nhưng mà tự nhiên cái anh chơi xấu, anh in thêm nhiều tiền hơn để anh lấy hàng của anh Bình. Vậy thì cái nào có giá? Cái nào có giá? Hàng có giá, hàng của anh Bình có giá. Vậy theo các bạn, bây giờ nếu các bạn là anh Bình thì các bạn sẽ làm sao? Bây giờ tự nhiên cái mày in, mày mày in tiền quá trời, mày muốn lấy hàng tao mà lấy hả? Có 2 cách. Một là gì? Một là gì? Giữ để quán. Mày in thêm đi. Bây giờ mày 1 triệu đúng không? Tao không bán. Mày in lên 2 triệu, tao không bán. Tao đợi mày in lên 3 triệu, tao mới bán. Hoặc là 4 triệu tao bán, tao giữ hàng, tao không bung ra. Các bạn có thấy cái giai đoạn lạm phát là tiền in ra mà Trung Quốc đóng cửa không? Mà nó bán nhỏ giọt. Tại sao nó bán nhỏ giọt? Không bán lấy gì sống mấy ông cố nội. Nó bán nhỏ giọt chứ. Không phải là vì Covid mà Trung Quốc đóng cửa đâu các bạn nha. Cái trình của họ thừa biết có nên đóng cửa hay không đóng cửa. Bởi vì cái thời điểm đó lượng tiền tràn lan ở ngoài xã hội. Tao bán từ từ. Tao có hàng ngon, tao không bán cho tụi bay. Tao đợi đến khi nào mày tăng lãi suất để tiền mày có giá thì tao lấy hàng, tao đi đổi tiền của mày. Các bạn hiểu chưa? Cái cán cân tiền và hàng nó thú vị lắm á nha, rất là thú vị, rất là thú vị. Bây giờ nè, học tiếp liên vô tiếp cán cân tiền và hàng. Bình thường USDT lan là 23.4, 23.4, 23.3,
Có thằng mặt lờ nào đó nó bán hàng của nó bán là 2k, nó chuẩn bị nó bán 2k3 luôn. Má ác quá, ác ác quá ác. Bây giờ đô nó cần mấy má ơi, má 23.4, bây giờ nó cần nhiêu rồi? 24.1, trời ơi là trời, nó cần lên 24.1. 24.1 bây giờ bạn muốn bán được nhiều hàng hơn bạn phải làm cái gì? Đừng bán, nó bán sản phẩm bán 2k mà giữ hàng đừng có bán, hay là sao? Phải làm cách nào ạ? À? Giảm xuống 1k8. Nếu mà 1k8 mà quy ra với thằng này và 2k quy ra với thằng này, để máy tính bấm thử coi mấy đứa. Bấm thử coi. Bấm thử. Cái đó là học về vĩ mô, áp dụng vô kinh tế đấy, áp dụng vô hoạt cuộc sống đấy. 23, 23.4 đúng không? Nhân cho 2 là 464, 468. Ở đây là 4 nè. 4 6 8. Rồi. Ở đây 24.1 nhân cho 1 18 nó là 433. 4 3 3 43. 3. Ở đây là 46 triệu chấm 8, ở đây là 43 triệu chấm 3. Vậy nếu như mà bạn từ 2k mà bạn giảm xuống 1k8 là bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu ạ? À? 10%. Bạn giảm 10% nhưng nếu như so về tiền thì bạn ở đây bạn mất bao nhiêu? Bạn giảm 10% về cái đó nhưng so về tiền thì bạn mất bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu? 468 chia cho 433. Chưa đến 10%. Chưa đến 10% nhưng bù lại cái lượng này của bạn tăng rất là nhiều. Cho nên học vĩ mô là phải biết áp dụng. Học vĩ mô là phải biết áp dụng. Quay lại về cái câu chuyện giữa anh Minh và anh Bình. Anh Minh và anh Bình. Đúng không? Khoảng 8% mà đúng không ạ? Đó, quay lại câu chuyện với anh Minh và anh Bình. Bây giờ nè. Anh Minh anh chơi xấu, anh in tiền ra tràn lan là hải luôn, anh chơi anh đổi hàng, anh đổi hết hàng của người ta, anh cả bực. Bây giờ anh Bình anh có hàng, anh biết là thế giới này cần ảnh. Anh hàng anh ghim hàng anh không bán, anh không bán. Anh đợi anh Minh thấy nhiều tiền quá, lạm phát quá, anh ta chửi ảnh. Xong cái anh siết là anh cho làm đồng tiền ảnh. Anh tăng lãi suất lại để làm cho đồng tiền của ảnh á nó có giá trị hơn. Ít tiền lại này, lượng tiền ít lại, làm cho đồng tiền có giá trị hơn. Thì lúc đó anh Bình anh mới lấy hàng anh đi đổi đồng tiền của ảnh. Anh đổi cái đồng tiền giá trị này, cái anh đi mua với mấy thằng C, thằng D, thằng E gì đó. Cái bước đi này hay không? Tại sao các bạn có thắc mắc là tại sao khi mà Fed nó tăng lãi suất nó rất là sát tiệm cận 3%, lạm phát 3% rồi, có nghĩa là nó tăng lãi suất gần gần chết bà nó rồi, kéo rất là tiệm cận rồi. Thằng Trung Quốc đó một năm gần đây nó mới bắt đầu mở cửa giao thương các kiểu. Trung Quốc thế mạnh của nó là gì các bạn biết không? Thế mạnh của nó là gì? Hàng hóa còn gì nữa? Công xưởng thế giới, nhân công giá rẻ, có một thứ nữa, du lịch. Du lịch, các bạn thấy bây giờ du lịch mở lại chưa? Và khi mà Trung Quốc nó mở cửa du lịch lại, các bạn nhìn coi lạm phát của Mỹ đang là bao nhiêu? Có phải là 3% không? Tiệm cận 3% không ạ? Đó, và bắt đầu nó rục rịch, nó mở cửa trở lại. Các bạn thấy đó là một cái bước đi cực kỳ thông minh. Anh có hàng thì anh phải tìm cách anh đổi được nhiều, anh đổi được cái nào nó có giá trị hơn. À, đây là cán cân giữa tiền và hàng. Ok chưa? À, rồi, tiếp. À, cán cân giữa tiền và hàng. Rồi, đâu mới là tài sản thật? Suy nghĩ xem. Vậy thì hồi nãy chúng ta nghe cái câu chuyện về nền một cái chính phủ sơ khai họ vận hành các kiểu. Vậy thì đâu mới là tài sản thật của chúng ta? Suy nghĩ xem. Hàng, hàng là gì? Trong chống tre hả? Trong chống tre của Doraemon cho Nobita hả? Hàng gì? Cái gì mới là tài sản thật? Vàng, bất động sản, chứng khoán có phải là tài sản thật không? Tài nguyên, đúng rồi. Các bạn nhớ một điều nha. Những cái tài nguyên á, như vàng, bất động sản, những cái đó là tài sản thật. Đó là tài sản thật. Tại vì người nhà giàu người ta sẽ tìm cách sở hữu quyền.
người nhà nghèo người ta tìm cách sở hữu tiền, phân biệt cái đó nha. Các bạn để ý thử đi, có những cái người nhà giàu á, người ta sẽ tìm bằng mọi cách người ta sở hữu cái quyền quyết định của cái khu đó, của cái group đó, của cái mảnh đất đó, của cái channel đó, người ta tìm mọi cách bao nhiêu tiền người ta cũng bỏ ra để người ta lấy cái quyền. Thì khi có cái quyền người ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Còn cái người mà người ta chưa giàu á, tháng 7 nói nghèo nó kỳ, chưa giàu á, người ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Đúng không? Nhưng có những cái người đỉnh cao hơn, người ta không cần kiếm tiền, người ta không cần kiếm quyền. Đố các bạn họ kiếm cái gì? Đỉnh cao hơn luôn. Kiếm cái gì? Kiến thức tôi không phải bậy. Kiếm chuyện, đúng rồi, nó kiếm phiền á mấy ba. Nó kiếm phiền, nó kiếm chuyện, nó không có kiếm tiền, nó không kiếm quyền. Đó là mấy thằng đỉnh cao. Những thằng đó là phải tôn thờ. À, nó không kiếm sự bình yên, nó kiếm chuyện, nó kiếm phiền. Đó là nhân đỉnh cao. Nhớ nhà học tài chính với cô vui lắm á. Rất là vui. Đó, cho nên chúng ta hiểu cái cán cân này. Vậy thì sẽ, nếu chúng ta áp dụng cái câu chuyện tiền và hàng, chúng ta nhìn vô nè, chúng ta nhìn vô bất động sản, chúng ta nhận định thử xem các bạn. Chúng ta nhận định bất động sản bây giờ có giá hay không có giá. Giữa cán cân là tiền và hàng, các bạn thẩm định ngay tại chỗ bây giờ bất động sản nè, rồi chứng khoán nè, Bitcoin nè. Các bạn thẩm định thử đi. Nào. Bây giờ nói bất động sản. Bất động sản thì tiền với hàng, bây giờ hàng bất động sản có nhiều không? Ngoài thị trường bây giờ bất động sản có nhiều không? Nhiều đúng không? Nhiều. Bây giờ tiền ngoài có người mua không? Có nhiều tiền để mua không? Tiền thì nó ít, bất động sản thì nó nhiều. Vậy giờ nào có giá? Thằng nào không có giá? Thằng nào mất giá? À, thằng nào mất giá? Tiền nó có giá, đúng rồi. Bây giờ anh thử anh cầm 5 tỷ, anh ra, anh lên Facebook, anh đăng. Dạ, tài chính em 5 tỷ, muốn mua bất động sản. Các bạn sẽ thấy nó inbox, nó gửi vô vùng kính của các bạn. Mà nó PM, nó gọi mà vừa rồi các bạn biết, cô chỉ sai lầm một cái là cô đi du lịch, cô cho cái số điện thoại chính của cô thôi, mụ nội nó. Nó gửi muốn banh luôn, nó gọi hoài luôn. Tại vì hàng ở bên ngoài nó rất là nhiều, nhưng mà tiền của nó không có. Tiền của nó không có, cho nên các bạn có tiền nó có giá. Bây giờ nếu mà tiền nó rất là nhiều. Tiền rất là nhiều nha. Tiền rất là nhiều. Nhưng mà hàng của nó mà nó ít. Hàng của nó ít. Theo các bạn, nào có giá? Tiền nó rất là nhiều mà hàng có ít là cái gì? Vàng nè, bất động sản nè, đất nè, nhà đúng không? Bây giờ chính phủ bơm tiền nó quá trời luôn. Bây giờ nhà thì nó không có nhiều. Đúng không ạ? Tại cái nào có giá? Nào có giá? Cái thằng ít nó ngon nè, thằng này nó sẽ có giá nè. Vậy, bây giờ nói về định giá này xong thì định giá Bitcoin. Bây giờ Bitcoin cái số lượng nó có hạn không vậy? Bình thường chỉ có dân tài chính 4.0 chúng ta chơi. Tự nhiên có mấy thằng chứng khoán móc sắp tới vô chơi. Có mấy thằng Forex nó khô hoài, nó nhảy vô nó chơi. Đúng chưa? Đó. Rồi có mấy thằng bất động sản nhảy vô nó chơi. Tự nhiên cả đống nữa nhảy vô chơi. Trong khi cái số lượng ít này, ít thì Bitcoin có giá không? Sắp tới có Bitcoin ICF các kiểu. Rồi đương nhiên này nó có giá rồi. Cán cân tiền và hàng ha. Chúng học cán cân tiền và hàng. Vậy lúc đó cái thằng này nó in tiền liên tục nè. Ông Minh là in tiền liên tục. Xong cái ông Bình nó ổng có nhiều hàng. Thì theo các bạn ông Bình ổng nên bán khi nào? Suy nghĩ nha. Suy nghĩ cán cân tiền và hàng. Bán khi nào? Không bán thì đói. Phải bán chứ. Bán khi nào? Được giá nhiều được giá. Giá nhiều được. À. Và thị trường tài chính này các bạn nhớ là không có giá cao, không có giá thấp. Mà chỉ có giá gì? Giá hợp lý. Giá hợp lý. Ok. À. Nếu mà bán á, tiền nó đang nhiều. Các bạn nên bán, các bạn giữ tiền. Nhưng các bạn giữ đường tiền này á, lúc này tiền đang mất giá tại vì tiền nó đang nhiều. Các bạn phải đợi nó tăng lãi suất để tiền nó giảm, như vậy tiền nó có giá trị nè, các bạn mới sử dụng cái tiền này thì nó mới ngon. Lúc đó ví dụ như tăng lãi suất đồng đô la của các bạn đang có giá, lúc đó tiền này nó có giá, các bạn dùng ngược cái đồng này các bạn mua bất động sản lại. Cái đó mới là ngon, mới là lãi kép. Nghe có giống không, có giống hệ thống giao dịch số 1 mà tôi từng dạy các bạn không? Nghe có giống giống không? Đó là cán cân giữa tiền và hàng, được cả chất và lượng. Ok ha.
Này bữa học này chất lượng, cảm ơn các bạn. Ok chưa? Rồi. Tiếp, đây là cán cân giữa tiền và hàng. Rồi, nãy là đâu là tài sản thật thì bản chất hàng mới là tài sản thật. Nhớ, chúng ta trong cuộc sống các bạn đừng có bị chấp vô cái việc là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Ngay cả trong cái việc anh em mình đang chơi tài chính nè. Anh em mình đang chơi tài chính, anh em mình bị một cái bệnh là chúng ta cứ việc chăm chăm cho kiếm tiền nhưng cuối cùng cái đích đến của chúng ta không có về tài sản, không có về hàng. Các bạn ôm một đống tiền, các bạn không có về hàng là gì? Các bạn không mua được một chỉ vàng, một cây vàng tặng ông bà già các bạn. Các bạn không mua được bất động sản. Cho nên làm sao mà chúng ta kiếm tiền hay gì đó, đó là một cái công cụ, tiền là một cái công cụ thôi để chúng ta giao thương thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là phải sở hữu hàng nha, nhớ nha. Hàng, hàng là tài nguyên đó, chứ không phải là trong chống tre của Louis Raymond cho Nobita đâu nha. Không phải mấy cái hàng đó. Đó. Cho nên cái đích đến của các bạn, cái bài trước cũng có nói các bạn rồi. Khi mà anh em mình vào trong thị trường tài chính này bằng mọi giá, cái đích đến chúng ta là mua bất động sản. Từ đây cho đến cuối tháng, từ đây đến đầu đầu tháng 1 năm 2024, cô sẽ cố gắng tìm cách kéo anh em học viên định hướng cho các bạn vùng mua chỗ nào bất động sản. Tôi muốn, tôi rất hy vọng là các bạn mỗi người có một cái sổ đỏ ở cái vùng ven Đà Lạt. Nếu các bạn tin tôi thì có cần nên gom đi nha. Bây giờ cô gom nó nhiều lắm rồi. Thật, cô gom dừng bên đó. À. Bởi vì á, nếu mà thị trường nó bơm tiền ra, nó phát triển du lịch ở chỗ đó nó mà lên á, các bạn biết bất động sản nó lên rất là mạnh, thì chúng ta sẽ hưởng rất là nhiều cái tài sản, nó có búp lên nhiều lắm, lãi kép lên nhiều lắm. Vậy thì tiếp ở đó, ở chỗ này nữa nè. Vậy thì bất động sản tại sao em không thấy nó chia hai chia ba, tại sao anh em mình không thấy nó chia hai chia ba cơ, đúng không? Bất động sản giảm giá mà cái nó chia hai chia ba, tại sao, tại sao? Tại sao ạ? Đúng rồi, có một bạn trả lời rất chính xác là bởi vì ngân hàng nó chỉ cho vay 70% thôi. Cho nên làm sao mà đòi chia 2 chia 3? Tức là gì? Ngân hàng đầu tiên á là chúng ta sẽ tìm hiểu. Hồi nãy chúng ta có nói là một thị trường tài chính giá lên hay xuống chúng ta sẽ coi dòng tiền của nó. Chúng ta sẽ coi dòng tiền của nó. Chúng ta coi ví dụ như bất động sản tiền, bất cái thị trường bất động sản nè, tiền ở đâu chơi, tiền ở đâu người ta chơi, tiền ở đâu à? Rất là ít người người ta kinh doanh có tiền mà người ta mua mà người ta không vay mượn ngân hàng. Có thể đầu tiên người ta mua được một căn nhà, người ta mua một căn nhà nhưng khi người ta thấy giá nhà lên người ta sẽ thèm khát, người ta cố gắng mua căn thứ hai. Mua làm sao để mua được căn thứ hai các bạn? Họ sẽ cắm căn số thứ nhất vô trong ngân hàng. Lúc đó ngân hàng thẩm định giá. Ví dụ căn này đang là 10 tỷ, 10 tỏi. Thì ngân hàng đâu có thẩm định cho mày vay đúng 10 tỷ đâu. Thẩm định giá thấp hơn, 8 tỷ thôi. Và ngân hàng cho vay 70% của 8 tỷ, 70% của 8 tỷ. Là bao nhiêu các bạn? À vì thế đúng rồi, 70% 8 tỷ. Vậy thì bỏ cắm cắm cái bất động sản 10 tỷ vô ngân hàng nó ói ra bao nhiêu ạ? À? 56 5 5,6 tỷ. 5,6 tỷ. Lúc đó cái thằng số 1 nó có mất nhà không? Nó có mất nhà không? Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao bất động sản lên xuống nha. Tại sao mất mất nhà chưa? Số 1 chưa mất nhà nha. Số 1 chưa mất nhà, số 1 có căn nhà và nhà nó vẫn cho thuê được. Nhưng giấy thì thằng ngân hàng nó giữ, sở hữu là ngân hàng nó giữ, tạm giữ, đúng không? Đó thằng số 1 nó chỉ có sử dụng thôi chứ nó chưa có gọi là sở hữu nữa. Vậy thì nó có thêm được 5 tỷ 6, à nó có 5 tỷ 6, nó lấy 5 tỷ 6 nó mua căn thứ hai và bắt đầu nó sẽ cho thuê căn thứ hai và nó lại thấy thị trường bất động sản đi lên nữa, nó lại thấy thị trường bất động sản đi lên nữa, nó cố gắng nó mua căn thứ hai, nó cắm vô căn thứ hai, nó lấy tiếp để nó mua căn thứ ba, nó cứ như vậy. Tại vì có ai chê nghèo không? Có ai chê tiền không? Ở đây không có ai chê đó. Bây giờ Bitcoin mà cứ lên hoài thì có các ông tự nhiên các ông sẽ đi đi bán nhà bán đất, các ông vô Bitcoin hết rồi đúng không? Tôi nói có sai không? Các ông có bán à? Vay bằng cỡ nào vay? Bây giờ vay ngân hàng 5% mà Bitcoin một tháng nó lên 10%. Chơi không? Ngu thì không chơi. Đúng không? Thằng Nana nó còn chơi nữa mà còn vay không chơi. Đúng chưa? Chơi chưa? Chơi à? Đó.
Cho nên các bạn thấy lúc đó cái thằng này nó sở hữu rất là nhiều căn nhà, nhưng đó là quyền sử dụng chứ nó chưa có sở hữu. Tại vì toàn bộ giấy của con nhỏ nằm bay ngân hàng hết rồi. Cái ngày đẹp trời, cái ngân hàng nó nói bây giờ thị trường khó khăn đó mày ơi, tao tao tăng lãi suất lên. Mày trả được thì trả, trả không được không phải trả à. Tăng lãi suất lên. Lúc đó con này nó, ê đừng có giỡn nha. Bây giờ má mỗi căn tao đều vay của mày đó, mày tăng vậy. Bây giờ mấy căn này mà không, mà tao không thuê thì sao? Căng không? Căng chứ đúng không ạ? À? Bây giờ Covid như vậy, thị trường như vậy, bây giờ có trả lãi bên Covid không ai thuê hết nè. Bây giờ tao không cần trả lãi cho mày. Bây giờ sao giờ tao? Bây giờ tao bán cho mày sao? Bán căn bớt hả? Giấy mày giữ rồi bán gì? Đúng không ạ? À? Đúng không? Cho nên chúng ta chỉ nhìn vô dòng tiền. Vậy thì nếu như mà cái căn 10 tỷ này nó đi vay ra có 5 tỷ 6 à. Định giá nhỏ 8 tỷ xong 70% của 8 tỷ còn 5 tỷ 6. Mà cái căn này mà ngân hàng nó thanh lý, ví dụ thằng này nó đuối quá, nó chịu không nổi đó, ô, mệt tao bán căn này cho mày á, rồi tao lấy tiền này tao trả tiền lãi cho mày, trả lãi 2-3 năm luôn, thì nào mà kinh tế phát triển lên này tao tao sống lại, đúng không? Nhồi lệnh á, cái kiểu nhồi lệnh ngược trend, đúng rồi đó, chính xác. Vậy thì ngân hàng nó sẽ bán cái căn nhà 10 tỷ này với cái giá thấp nhất là bao nhiêu? Thấp nhất là bao nhiêu? Bao nhiêu? 5 tỷ 6. Đúng rồi. Tại vì sao? Nó có ngân hàng, nó có một cái luật là nó không được quyền bán dưới cái giá mà cho vay. Bán dưới cái giá thế chấp. Vậy thì nó sẽ lấy căn nhà này nó bán giá 5 tỷ 6, mà bây giờ giá thị trường 10 tỷ xuống còn 7 tỷ, xuống còn 8 tỷ. Giá thị trường 10 tỷ mà nó định giá nhỏ 8 tỷ à. Mà bây giờ 10 tỷ này thị trường đi xuống, thị trường còn 7 tỷ, 8 tỷ mà trước đó nó định giá thấp rồi. Thì bây giờ nó bán cái này nhanh hay là dễ hay không? Nó bán rất là dễ. Cho nên nó dễ dàng nó bán như vậy á. Nhưng ai là người mua? Bây giờ giá thị trường đang là 7 tỷ. Từ 10 tỷ bây giờ thị trường xuống dốc còn 7 tỷ à, giá thị trường còn 7 tỷ, ai là người mua? Người nhà nó mua, ông cố nội nó mua chứ ai mua dễ vậy mấy ông. Rồi mua được cái này. Nó mua cái này tại vì sao? Nó biết giá thị trường mà. Nó bán giá này, nó mua lại 6 tỷ luôn. 5 tỷ, 5 tỷ 6 mua 5 tỷ 7, 5 tỷ 8. Nó mua cái này xong thảy ra thị trường ngon không? Ngon không? Hoặc là gì, nó kiếm một cái tập đoàn mà chấp nhận mua nợ của nó, mua nợ của tập đoàn làm bất động sản hay là cái gì đó, ok mấy mảnh đất này anh gom hết, có nhiều tiền gom hết, thôi gom hết, gom hết cái này sau nó bán lại thị trường, nó làm dự án ví dụ 6 tỷ đi, giá thị trường đang 7 tỷ là ngon rồi, đất là ngon rồi, xong đất này nó xây lên nhà lên nữa, xây nhà cao tầng lên, nó bán. Cho nên đây là cái quy trình về dòng tiền của bất động sản. Nhìn chung những cái người mà chơi bất động sản này tại sao chết, tại sao chết, chúng ta tìm hiểu thử xem tại sao chết. Chúng ta tìm hiểu được cái này chúng ta sẽ biết được tại sao Bitcoin nó sẽ lên hay xuống, khi nào ngon khi nào không ngon, đúng không? Dễ không? Phải học rất là dễ luôn. Cán cân tiền và hàng, bản chất hiện tượng, đúng không? Mấy anh này chết là tại vì nó dùng đòn bẩy quá nhiều. Các bạn biết á, những cái người mà tiểu thương ở quận 5, ở đây có ai là người Hoa ở quận 5, quận 6 không? Có ai là người Hoa ở quận 5, quận 6 không? Các bạn hỏi thử xung quanh các bạn những cái người tiểu thương kinh doanh buôn bán ở đó. Những cái người đó chỉ có cho ngân hàng vay thôi chứ bà mẹ nó đời nào nó vay ngân hàng. Nhà của nó mua mấy căn ở đó luôn mà toàn là tiền của nó mua không nha các bạn. Mua nó không chơi ngân, nó vay ngân hàng. Tôi có một bà bạn ở bên Bình Dương. Ở bên Bình Dương làm yến. Bà đó đặc biệt là chỉ có cho ngân hàng vay thôi, có tiền nó chỉ có cho ngân hàng vay thôi, nó chưa bao giờ nó vay của ngân hàng lại đó. Tân Hiệp Phát đó, Cờ Thanh đó, là chùm cho ngân hàng vay luôn á, lên Google search đi, cho ngân hàng vay hơn 5.600 tỷ cho ngân hàng vay chứ không có thói quen vay ngân hàng. Cho nên các bạn thấy đập cỡ nào ổng có chết đâu, number one mà anh chú Thanh number one mà mấy đứa nó cỡ nào mà chết, phạt phạt đóng phạt xong ngân hàng nợ ổng chứ ổng có nợ ngân hàng đâu, rồi sao lại chết. Nhưng Vạn Thịnh Phát là vui lắm á nha, Vạn Thịnh Phát là vui lắm á, Vạn Thịnh Phát là khác à. Vạn Thịnh Phát là thông qua việc thao túng ngân hàng mà huy động vốn từ dân qua trái phiếu cho nên là vay của người ta, hiểu chưa? Còn cái câu chuyện là làm sao mà chú Khanh có nhiều tiền cho ngân hàng vay nói sau ha, học chuyên sâu rồi nói sau, chứ mấy cái buổi cộng đồng á, nhạy cảm, mất công tao bị tốn 7,5 triệu lắm.
nha. Ok chưa? Rồi, đó là cán cân, chúng ta sẽ tìm hiểu về cán cân tiền và hàng, rồi dòng tiền, lãi suất, đâu mới là tài sản thật ha, đâu mới là tài sản thật. Các bạn nói là cho coi, thầy cho em hỏi, em gặp một trường hợp như vậy, có một mảnh đất được ngân hàng tại thời điểm này định giá 5 tỷ chín, nhưng em làm việc với chủ nhà mua được giá 5 tỷ 5 nhưng em chỉ có 2 tỷ. Vậy có nên vay ngân hàng 3 tỷ 5 để mua mảnh đất này hay không? Ngân hàng định giá 5 tỷ 9 mà chủ đã bán em 5 tỷ 5 trong khi em có 2 tỷ. Em muốn mua cái căn đó, rồi anh nói với em luôn, để nguyên tắc đầu tiên để mua bất động sản, em phải có tối thiểu là khoảng 70% em mới mua. Em mới mua. Ha, 70% em mới mua. Chứ em mà em giống như chơi đòn bẩy á, tại vì em mà có 20% hay 30% em mua á, thì cái số còn lại sẽ là một cái quả cạ, nó áp lực, nó gánh cho em. Ví dụ như cái trường hợp của em nói là ngân hàng định giá 5 tỷ 9 đúng không? Bây giờ em mua cái căn 5 tỷ 5 này, em có 2 tỷ, em sẽ vay 3 tỷ 5 em mua căn 5 tỷ 5 này. Em mua xong em bán được liền không? Em bán được liền ngân hàng nó có chịu lấy 5 tỷ 9 không là một chuyện khác nha. Hay là nó định giá 5 tỷ 9 xong rồi nó cho em vay 70% của 5 tỷ 9 đó. Chứ nó không có mua, nó định giá nó không mua mà nó cho em vay 70% của nó. Em cắm vô cho nó rồi nó cho em vay 70%. Nó cho em lãi suất mềm lắm em, nó cho em lãi suất 10%, 9% một năm thôi. À, nó cho 9% một năm thôi. Nhưng mày phải trả 15 20 năm nha, mày phải trả 20 năm nha. Rồi. Vậy thì anh ơi, bây giờ em bán liền luôn. Em vay xong rồi em có tiền bán liền luôn. Nhưng bà mẹ lỡ hợp đồng với nó 15 20 năm rồi. Bây giờ nó nói là mày muốn thanh lý hợp đồng đúng không? Tao phạt mày trả hết cái lãi đi. Rồi em nhân chín, em lấy chín em nhân cho 15 20 năm, em tính cho cái lãi thật của em phải trả là bao nhiêu? Tính thử chưa? Tính thử chưa? Cho nên đừng có nghĩ là ngon, không có ngon là bạn tin cô đi. Bạn mua bất động sản, túi của bạn phải có tối thiểu 70% là một cái con số cực kỳ an toàn để bạn không bị ngợp và không bị người ta cướp tài sản của bạn. Người ta cướp bằng chi thức, người ta cướp bằng đòn bẩy, người ta cướp bằng nhiều thứ lắm, bạn tin cô đi. À, chứ tính lãi suất trả thả nổi sau này chính xác đó, nhiều vấn đề lắm, cho nên có nhiều người cô nói ngộ, tôi gặp rất là nhiều người á, người ta giàu, người ta thấy người ta muốn mua căn nhà 3 tỷ mà người ta thiếu có 2 tỷ 7 hả. Có con bạn nè, mua căn chung cư 3 tỷ mà thiếu có 2 tỷ 7 hả, má nó có 300 triệu à. Còn lại nó vay người nhà một chút, người bạn bè một chút, xong rồi ngồi làm như con trâu con bò, ngủ không yên nữa đó ha. Rồi bạn nói là muốn chỉ cái cách, các bạn chắc mấy bạn muốn nghe lắm về cái buổi chia sẻ bí kíp xử lý là năm đúng không? Bây giờ những tuần sau này chắc học học sau nha. Bây giờ muốn muốn học tiếp hay là muốn muốn học tiếp về vĩ mô hay là muốn nghe cái xử lý là năm? Còn bây giờ 10 giờ rưỡi rồi nè. Còn khoảng 10 phút để 10 15 phút để nói, muốn nghe cái nào? Xử lý là năm đúng không? Ok. Học vĩ mô, xử lý là âm, vĩ mô, có người vĩ mô là xử lý là năm. Em muốn học cái nào? Em đang âm. Xử lý lệnh âm đi, trời đất ơi. Rồi, thôi xử lý lệnh âm cũng nhanh, cô nói sơ qua. À, còn cái này chắc buổi sau cũng học tiếp. Buổi sau anh em cộng đồng học thôi. À, cái buổi thứ hai này chúng ta sẽ anh em bên Marine học thôi chứ cộng đồng muốn học nha. Ông nào muốn học tiếp thì tạo cái khoản bên BNX cô nói rồi đó. Join vô trong channel Marine thì học thôi. Và bên join vô cái channel lớp vĩ mô. Anh em bên fan sách này được học rồi, và bên bên cộng đồng Marine á, trên Marine các bạn cũng không được học đâu, các bạn phải gửi lại cho tôi cái UID, tôi kiểm tra có phát sinh giao dịch ít nhất trong 2 tuần 3 tuần gần nhất thì tôi sẽ các bạn vào. Chứ còn mấy thằng mà không lỗi tạo tài khoản cho có để vào trong đó thì dần dần cái channel nó cũng lọc rồi, ok chưa. Rồi quay lại về cái cách mà kỹ năng xử lý lệnh âm cho các bạn, tại sao có thể âm 13k mà thể lên được tài khoản dương là 2k thì người đó phải lãi trên 15k. Nhưng để có thể gồng được một cái lượng lãi trên 15k thì cái tâm lý nó phải rất là vững. Các bạn ở đây, những anh em học viên chúng ta đã học về 4 hệ thống giao dịch, các bạn cũng tìm cũng học về một cái bài là trường thắng xác suất lớn hơn một rồi. Thì tôi có một cái trò chơi như thế này, không biết các bạn chơi qua chưa. Thì tôi làm cái trò chơi này, tôi kể cái trò chơi này, các bạn sẽ hiểu cái cách mà các bạn có thể chiến thắng được trên thị trường này. Nhưng cái gì nó cũng phải có cái giá của nó ha. Bạn lái một chiếc Lamborghini, bạn buộc phải là cái lái lụa, bằng lái cứng, cái lái cứng. À, bằng chạy xe đạp, xe đạp lọc cọc thì thôi khỏi nói.
Ok chưa? Bây giờ tôi có trò này, không biết các bạn chơi qua chưa? Tết này nè, tết này chơi, ở đây có ai biết chơi bài cào không? Có ai không biết chơi bài cào không? Bấm số 0 thử coi. Bài cào ở miền Bắc gọi là ba lá đó. Ồ, các bạn Hà Nguyễn không biết hả? Tuổi thơ bất hạnh, tranh lưu cũng không biết chơi bài cào luôn. Tuổi thơ bất hạnh, chơi bài cào mà không biết là chán rồi, ba lá đó mấy ông cố nội. Biết coi, biết chơi bài cào, biết chơi hả? Hay, giỏi. Dưng đầu tư tài chính thứ thiệt mà biết coi biết chơi, forex biết chơi, bo biết chơi, bài cào nó em không biết chơi ơi, gái biết chơi luôn ha, ghê ha, mà bài cào không biết chơi. Ừ. Bài cào nó như vậy nè, tôi chỉ các bạn, tôi nói tết nào họ hàng tôi nó rất là bực khi mà cô đi chơi đánh bài của nó, tại vì không có năm nào tôi mà chơi của nó, không có năm nào cô thắng á, nó đến nỗi mà nó không ngồi anh chú ngồi ngoài chơi đừng vô để con cháu chơi bài cào tôi mà chơi. Tôi chỉ các bạn đầu tiên cô chơi, cô đặt 2.000 đồng 2k à, xong rồi thắng hoặc là thua, thắng thì có 4.000, thắng thì rút lại quay lại 2k đúng không, còn nếu mà thua ở đây là thua nè, thua đặt 4k, dán sau có đặt 4k à, ủa đâu gấp đôi đó mà đúng không, mấy anh BO nó chạy như vậy anh phải biết đầu cơ tài chính, ủa đâu gấp đôi đó đúng không, gấp gấp riết rồi gấp vô quan tài luôn á, này kiểu đó. Bây giờ cũng 4k nè, bây giờ cũng vậy thắng, nếu mà 4k thắng quay lại đặt 2k, 4k thua tao đặt 8k, bây giờ 8k mà thắng là lời chưa, quay lại đặt 2k đúng không, bây giờ 8k mà thắng là 2k, 8k thua tao đặt 16k. Bảo đảm tới đây sẽ nhiều người chửi rủa, nhưng mà khoan này, cậu bay nghe cho hết đi, mày chửi tao sao nha, mày chửi tao sao nha. Bây giờ 16k sẽ có hai trường hợp, một là thắng, hai là thua. Nếu mà thắng đặt 2k, quay lại cái điểm xuất phát, nếu mà thua đặt 32k, sợ chưa, 32. Và cứ như vậy, cứ như vậy. Cho nên tại sao vừa rồi các bạn thấy cái tài khoản tôi á, từ đang đứng cấp 1, đang lãi 1.700, sau đó âm và âm lên 4.000, 5.000, 6.000, lên 13k. Cô chỉ cần có ăn một lệnh một thôi là cô ăn lại. Tài khoản của Dương là cô đứng cấp, cô ăn một lệnh một thôi, tài khoản bây giờ đã trên 2.000 rồi. Nghe cho kỹ nha Nana, ta đang dạy mày cái cách khắc phục tài khoản á, để đời mày bớt nghèo, để mày bớt đi sân si, bớt đi soi mói mấy thằng khác. Tao đang dạy mày đó, để mày để mày cái cách xử lý đó, đó tài tài khoản đó. Chỉ cần có tin là chỉ cần mày giàu là mày không còn quan tâm đến mấy thằng nghèo hơn mày nữa. Thiệt luôn, chỉ cần mày giàu thôi là mày không cần quan tâm mấy thằng nghèo hơn mày. Còn khi nào mà mày nghèo hơn người ta thì mày rất là nhức đầu, mày rất là quan tâm đến mấy thằng mà giàu hơn mày nữa. Khó chịu lắm. Má nó quậy cái quần gì tao không biết, mà tao nói bà mẹ nó cứ rước học viên tao từ đầu tháng đến giờ 1.032 mem rồi mẹ nó rồi. Chưa tới 30 ngày nữa đã có 31 member cho 32 người vô, 1K2, 1K8 đến 1K2K chứ đâu có vừa đâu. Rồi cái lớp vĩ mô tao mới đăng có một phát 42 người. Ngộ, càng phá càng đông. Chỉ cách chơi như vậy. Bây giờ nó sẽ chửi thì nó nói má chỉ cái kiểu này tự sát ông cố nội, ông chỉ con vậy chết tôi thì sao. Để làm được cái này á, các bạn phải hình dung các bạn, tôi phải cầm một cái tài khoản là gần 50.000 đô cô đánh. Các bạn dám cầm tài khoản 50.000 đô các bạn đánh không? Để có thể tết mà các bạn đánh theo cái lối này, các bạn cầm 2.000 đồng, các bạn cầm 10.000 đồng, các bạn dám chơi lối này không? Các bạn dám đánh lối này không? Tinh thần của các bạn phải đặt thép mới cầm được tài khoản 50.000 đô. Để đánh được cái lối này á, các bạn phải cầm tài khoản, các bạn phải thua trên 10.000. Tao nói luôn, cô bay thằng Nana mày đừng có mong chờ tao là thua 10 ngàn 20 ngàn mày bóc, tao nói luôn tao cần thua 4 tỷ 6, ngu rất là ngu, mày muốn mày lấy cái lỗi đó mày nói đi, tao cần thua nhiều hơn như vậy nữa. Một thằng đã cần thua cái khoản tiền đó thì cái việc mà cháy một ngày hay là bao nhiêu mà 10 ngàn 2 ngàn nó bình 20 ngàn nó bình thường lắm. Một thằng mà đã rút tiền 20 ngàn 30 ngàn bình thường rồi thì cháy 5 ngàn 10 ngàn nó rất là bình thường, mày hiểu cái đó nó nằm ở lực tài, hiểu không ạ? À? Đó. Cho nên để đánh theo lối này á, tại sao cái này anh em học viên được học, nhưng cô chưa bao giờ cô khuyến khích cô chỉ các bạn đánh theo lối này, cô yêu cầu các bạn đánh lối này cô chưa. Tại vì để đánh lối này bắt buộc cái lực tay của các bạn á, để cầm để vào lệnh được 32.000 như vậy nè. Để cầm 32 32 32.000 các bạn 3K2 á,
32 các bạn đánh đó, thì rõ ràng cái lực của các bạn đã phải cần đánh 40, 50. Cái vốn của các bạn phải là trên 50, các bạn mới dám đặt 2.000 đánh cái chiến lược này, đúng không? Chứ vốn 10.000 sao đánh chiến lược này, đánh vài cái thua xong rồi, thua lại à. Cho nên vốn bạn phải dày. Đó là lý do tại sao code của chơi á, cô đánh bài cào cô luôn thắng. Cô nó không cho cô chơi. Tụi nó không cho cô chơi, tụi nó kêu là mày anh làm cái đi hoặc là chơi xì dách. Nó không cho cô chơi. Ok chưa? Đó. Các bạn nói nè, nhưng khi tài khoản lớn từ 20k 30k sàn nó giảm spread vào phía cao chính xác, chúng ta phải chấp nhận cái đó và chúng ta phải ước lượng được cái lượng cái nhịp giá nó đi bao nhiêu phần trăm. Các bạn biết một cái nhịp giá đi, tôi sell một cái lệnh cái EMA 200 này là 27.657 channel margin nè. Báo anh em sell nè. Mà đây nè, giá nó đang lên nè. Các bạn thấy cái EMA 200 không? Và các bạn thấy chạm đúng cái EMA 200 rút chân. Và đêm qua nó rút, nó lao lên tới EMA màu trắng ở đây nè. Nhưng sau đó rớt lại sau. Và cái lệnh cô vẫn giữ. Và hai cô cho bắt các bạn bắt cho các bạn bắt cái chuẩn là gần như đỉnh luôn đó. 27.657. Mà bây giờ 27.200 rồi. 500 giá rồi. 400 giá rồi đúng không? 300-400 giá rồi thì dư sức các bạn đánh. Mà những cái người mà dám cầm cả khoảng 50.000 đô đánh đó, để có thể một lệnh ăn lại trên 15k, thì cái thằng đó nó phải cần ăn và cần cháy trên cả 100-200.000 các bạn. Vậy thì anh ơi, cái bí quyết mà chiến thắng thị trường này là cái gì? Có phải thua nhiều không? Có phải thua nhiều không? Hay là gì? Phải tâm lý. Muốn có tâm lý thì các bạn phải gì? Phải có nghị lực, các bạn phải có thực chiến. Cho nên cái marine mà cô đang luyện các bạn là cô đang luyện cái gì? Cô cho các bạn cái điểm vào chứ cô đâu có cho KB, cô cho cái cô đâu có cho SL, cô đang luyện cho các bạn cái cách giao dịch tâm lý trên đó. Tại vì một cái thằng mà các bạn thấy nó cần ăn 20.000, 30.000, cần cháy 4 tỷ, 5 tỷ mà tự nhiên thấy nó cháy 5.000, 10.000, chúng ta cười nó, chúng ta nói nó, vậy cái đó là hiện tượng hay là bản chất? Chúng ta đánh giá người ta như vậy, chúng ta thấy nó là hiện tượng hay bản chất? Các bạn thấy nó dốt không? Nó thầy nó giải lý thuyết đau cho nó biết bao nhiêu biết bao nhiêu lâu rồi, nó diễn dốt. Đúng chưa? Ngu dốt. Cười cho đã vô, bây giờ nè, bây giờ thầy mày đang dương 2.000, mày cười đi, mày ngon mà up channel mày đi, mày nói mày xin đổi thầy mày đi. Tháng 7 đó, mày xin đổi thầy mày đi. Thầy phóng sinh cho mày. Nó rất là hài. Chứ vậy làm vậy xong rồi ta coi thường chúng ta nữa, các bạn thấy không? Gáy cho giữ vô, chưa hết tháng mà gáy cho giữ vô làm chi? Cho nên chúng ta sẽ học cái bài này, chúng ta sẽ biết là cái lối xử lý tài khoản. Nhưng á, các bạn đánh theo cái này á, các bạn phải áp dụng vô cái marine. Nhưng cô nói các bạn áp dụng marine, các bạn áp dụng cái này mà các bạn áp dụng như khung 5 phút các bạn sẽ không đánh được. Là cả vì cái spread và cái phí á, các bạn không đủ bù lại. Nhưng các bạn áp dụng cái chiến thuật này hoặc là cái indicator này nè, mà các bạn áp dụng cho khung 30 phút 4 giờ trở đi thì các bạn đánh cực tốt. Ở đây mấy anh em học viên chúng ta, trong đây có nhiều anh em học viên 2023, các bạn có để ý là những cái bài mà chiến lược 1, 2, 5 là gì? Trong đó có để ý là gì không? Khung gì? Khung 30 phút và 4 giờ trở lên. Nhưng trong đó có cái khung 5 phút là các bạn vẫn đánh, nhưng đánh ở đó không, tôi nói là đánh ở đó là không phải vì mục đích lợi nhuận, mà vì mục đích để bạn cảm chạc. Bạn cảm chạc 5 phút, tại vì 5 phút nó ra rất là nhiều, bạn cảm chạc quen rồi, có luyện cho các bạn cảm nhận quen rồi, các bạn mới có tự tin, các bạn mới có nghị lực, đúng không? Các bạn gặp mấy cái lệnh SL, các bạn mới thấy nó bình thường lại, tại vì sao? Tại vì trước đó bạn ăn mấy chục lệnh xanh rồi, bây giờ SL là bình thường. Nhưng mà cô gì để SL là bình thường. Đó. Cái ăn lại mấy hồi nó bình thường lắm. Còn chỉ có những cái người mà chưa nhìn qua, người ta nói trời ơi má ơi, nó thấy nó cháy 13.000 rồi, nó phá sản rồi, nó bán nhà đến nơi rồi, cái kiểu vậy á. Cái tầm nhìn của họ rất là thấp. Tầm nhìn họ rất là thấp. Và sắp tới bên những cái anh em, cô nói luôn, các bạn không cần dở mấy cái trò vậy cô. Các bạn tin cô đi. Các bạn cứ đàng hoàng với người ta. Các bạn cứ dùng nhân lễ nghĩa các bạn đối xử với người ta, người ta không có ai mà người ta đối xử tệ với các bạn hết á. Thật á,
Các bạn vô trong channel Marine, các bạn đàng hoàng với người ta, các bạn vô, các bạn xin phép, các bạn ra, các bạn xin phép đàng hoàng. Có những bạn bên channel Marine nói tháng này em bận, em không đánh được, em xin phép out kênh, sau này bạn vô, bạn có vườn ad, bạn nó gửi link cho bạn nó vào. Bình thường các bạn làm những chiêu trò làm chi? Các bạn cứ đàng hoàng với người ta, các bạn kính người ta một, các bạn kính tôi một, kính các bạn đến 10 lần. Và sắp tới những cái kỹ năng đó tôi vẫn rất muốn là hướng dẫn cho mấy anh em bên bên channel Marine luyện. Luyện là gì? Chúng ta sẽ có những cái bộ indicator về về phân tích kỹ thuật này, về chiến lược giao dịch này. Chúng ta luyện cái TBSL. Chúng ta sẽ có được cái kiến thức để chúng ta bắt được cái những điểm entry và cái indicator hỗ trợ đó. Nhưng các bạn sẽ không biết TBSL thì những cái đó các bạn luyện, tôi sẽ kèm các bạn có luyện các bạn. Ok chưa? Chứ bây giờ trong lòng các bạn cứ lăn tăn mà tự nhiên cái bây giờ đang đánh bên đây ngon, tự nhiên cái ngày mai sàn Nguyễn Văn Tèo mở khuyến mại nhảy qua sàn Nguyễn Văn Tèo, ngày kia các bạn nhảy hoài các bạn không thấy, các bạn có thấy tài khoản các bạn dương lên được chút nào không, có thấy mệt không, thấy mệt không? Còn một cái người bạn có nhìn ra được cái bản chất, bạn có nhìn được cái giá trị đó, ta sẽ gắn bó những cái giá trị đó. Đó cho nên tôi nói luôn, sau này luôn anh em học viên và cả bên cộng đồng channel, những nhất là những cộng đồng, những anh em đã gắn bó với cái trading lâu năm, các bạn yên tâm đi, không để các bạn thiệt. Cô sẽ luôn phát triển và có những cái tiện ích, những cái gì đó cho các bạn, để anh em mình, để anh em mình dùng những cái đó nó xứng đáng với các bạn à. Được chưa? Các bạn hỏi em muốn vô lớp vĩ mô để cần thì cần những cái gì, dễ lắm, các bạn tạo tài khoản BNX đó, tạo vào thôi, có gì đâu, tạo vào thôi. Các bạn nói cái lệnh sale hôm qua SL 27.800, các bạn biết không, khi mà chúng tôi và những admin ra kèo mà không đưa cái SL thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng còn SL hay không là tùy. Ví dụ những cái người mà đánh lâu năm rồi, người ta sẽ cảm thấy ở cái mức đó người ta đang ít nhỏ, người ta sale một cái lệnh ít 27, ít 20, người ta sẽ không SL. Nhưng khi mà ra một cái lệnh mà ra kèo mà không SL là cộng đồng nó chửi, hiểu không ạ? Cộng đồng nó chửi, của nó nói luôn, mất thầy bà cái kiểu gì mà mày cho kèo, mày không cho SL, mày không cho TB, mày muốn giết người ta hả? Của nó có sai không? Thầy bà nó chửi. Vậy ví dụ cô cho SL đi, mà anh ơi em đánh 10 đô, em đánh ít 20, BKC ít 20, em đánh 10 đô nó lên 200 giá, 300 giá, em lừa SL luôn á anh. Vậy anh cho SL không hợp lý. Anh admin cái kiểu gì vậy? Em vô có 10 đô mà anh em đánh ít 20, ít 10 BKC anh kêu SL, anh admin kiểu gì vậy? Trong khi mỗi thằng nó đánh 50.000 đô hay là 3.000 đô, 10.000 đô, nó đánh BKC ít 20, ít 100. Mày ngon mà đừng cho SL để nó chửi vào mặt mày liền. Cho nên bản chất các bạn phải hiểu SL đó, nó nằm ở đâu. Nó còn tùy thuộc vào cái đòn bẩy mà bạn đang dùng. Cái đòn bẩy ít 5, ít 10, ít 50, ít 100 và gì nữa. Và cái lượng tiền mà bạn đang vào. Bạn đang vô 2 đô, 5 đô. Bạn đang rà cái đỉnh đó đó. Hay là bạn đang vô 5.000, 10.000. Hay là bạn đang tự tin về một cái chiến lược mà bạn chắc chắn là bạn về đây ăn 50% giá là bạn có kiếm được 15.000, bạn gỡ lại được khoảng âm 13.000. Và bạn đã ăn rất nhiều lần như vậy rồi cho nên bạn tự tin. Thì bạn vào thôi. Cho nên SL á hay không, nó không nằm ở cái chạc. Nhớ nha. Tại vì cái đó có một cái bài, anh em học viên thì sẽ được học một cái bài về SL, chuyên SL. Tôi và bạn Phong, admin Phong sẽ chia sẻ về cái SL này, cả hai admin. Thì sẽ có hai buổi luôn vậy các bạn, SL này cực kỳ giá trị. Và một cái người, cô nói các bạn, một cái người trade giỏi hay không giỏi, các bạn đừng nhìn TB của họ, tin cô đi. Nhìn cách mà họ SL là thứ nhất. Cách thứ hai, nhìn cái cách mà họ xử lý những cái khủng hoảng trong cuộc sống, nhìn cái cách mà họ xử lý những cái lệnh SL, những cái cách mà họ xử lý những cái tài khoản âm. Các bạn nhìn vô những cái đó các bạn sẽ biết giá trị của họ. Chứ bây giờ cho cái kèo, vừa cho kèo xong bum đum rồi ăn 100%, 200%. Mấy thằng đó cô nói các bạn, đó chỉ là hiện tượng thôi. Bản chất nó không giàu được, tin tôi đi, bản chất nó không giàu được. Vậy nếu như chúng ta muốn luyện, muốn đánh tốt trên thị trường này, các bạn nên luyện cái gì? Các bạn nên luyện cái cách SL, chứ đừng có luyện cách TB, đúng không? Nên luyện cái cách kỹ năng xử lý tài khoản. Làm sao bây giờ em âm 2.000 đô, 3.000 đô, em học được kỹ năng xử lý và em bình tĩnh em xử lý được. Làm sao em âm 13.000 đô mà tài khoản bữa nay em vẫn đứng top 2, em dương 2.000 đô. Thì chúng ta sẽ học những cái đó, học những kỹ năng đó. Những cái người mà đã cần xử lý được những cái khoản tài khoản lớn âm, ngày xưa á, trước khi đánh bên Marine á, bên Ricky Trading đánh Forex. Đánh Forex. Và tôi có những cái pha cứu tài khoản cho anh em bên Forex ấy biết rồi. Nhưng sau này tôi chán đánh Forex lắm, tôi thấy Ripple nó dễ đánh hơn, nhảy qua đó đánh thôi. Đó.
dùng những cái kỹ năng đó, các bạn luyện được những kỹ năng đó, các bạn đánh thị trường nào cũng 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 có hết ha. Thì cái đơn giản cái chiến thuật mà tôi đang làm để cứu cài khoản là như vậy. Thì đây là một trong những chiến lược, những cái kỹ năng để chúng ta xử lý cài khoản, xử lý khủng hoảng, xử lý khoảng âm. Ok ha. Bây giờ chắc cũng muốn rồi. Thôi, 10 giờ 45 rồi. Bye các anh em mình. Buổi Zoom hôm sau á thì mình sẽ Zoom cùng các anh em bên channel bên 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 Marine thôi. Các anh em mà tạo cái đường link với tài khoản Binix rồi thì vào học. Hôm nay chỉ có cái buổi thông báo cho cộng đồng biết là có cái khóa này, có cái khóa học phi này, ai vào học thì đăng ký tài khoản ha. BM mình. Ok ha. Thôi bye mấy anh em nha. À, các bạn nói anh chưa hướng dẫn cái cách đá in cái cờ. Rồi, ở bên fan sách đó, cô có nói á, là đầu tháng 9 chúng ta sẽ dùng, và bây giờ cô đang test cái in cái cờ đó. Cho nên các bạn cứ yên tâm sẽ được dùng, tại vì cô đang test. Và cô chưa công bố nữa mà ngoài nó đã phát rồi, các bạn thấy không? Cô chưa công bố ra mà ngoài nó đã phát rồi. Vậy thì đầu đầu cô định dự kiến là đầu tháng 9 nghỉ lễ xong, tôi sẽ bung cái in cái cờ này ra cho anh em channel học viên 2023 và anh em bên fan sách dùng hai channel đó. Rồi anh em nào mà nằm trong cái lớp vĩ mô thì mặc định những anh em đó đã nạp tiền giao dịch tài khoản Binx rồi, mới vô được trong lớp vĩ mô đó rồi, thì cô sẽ kiểm tra và cô sẽ có một cái bảng duyệt cho các bạn dùng cái indicator đó, và cái tài khoản duyệt đó thì sau mỗi tháng sẽ kiểm tra lại. Bạn nào mà không có giao dịch hay là tạo tài khoản cho có thì sẽ cắt cái quyền mà dùng, tại vì cái quyền đó là các bạn gửi cái tài khoản trên TradingView á, bạn admin đó sẽ duyệt cho các bạn dùng cái indicator đó, chứ không phải các bạn search ra là dùng đâu nha. À, đó cũng có kiểm soát cỡ đó thì thằng nào nó phát được nữa, đúng không? Ok chưa, thông báo như vậy ha. Đầu tháng 9 các bạn sẽ nhận được rất là nhiều giá trị. Bye các anh em nha.